hả? Á, một mình ghê luôn á, lần nào cũng vậy á. Đưa cái áo đen xả bông lông coi. Áo có 20 cái mà bán thì cũng tào lao ghê á. Chị mọi kiểm tra hàng đi, cái nào của chị lấy, còn cái nào không phải thì chị trả lại cho em.
Đêm có gì em sợ nhiều khi có hai người trùng tên em bỏ lộn hàng đó. Biết nói sao không? Thôi trả về đi. À, để nhắn tin để lần sau mua á hả? À, mình trả chứ ta. Lần sau mua rồi mình chuyển khoản trước cho. Ủa vậy còn tiền ship của em thì sao? Rồi bắt đầu còn nói cao gì nào? Thôi bây giờ mở ra kiệm hàng mất công ship người ta đóng gói lại. Ủa sao chị có hiếu với ship quá? Chị có hiếu với ship ghê luôn á. Chắc ship ông nội chị sợ mua chị sợ ship cọc. Cái đó là cái nhiệm vụ của thằng ship, bắt buộc nó phải làm. Chứ là chị không có cần quan tâm gì đó. Mở ra kiệm hàng, đúng hàng chị nhận, không đúng chị trả lại. Hàng giao đúng mẫu chị không thích, chị trả tiền ship giùm tụi em. Em bán hàng vậy thôi chứ mọi người còn đòi em sao nữa. Trời đất ơi, bây giờ kêu lại hả? Sợ ship nó đóng gói lại, nó cực, ủa cực gì trời. Không biết cực gì luôn á. Vậy còn tiền của tụi em bỏ ra sao mấy bà? Ai cực cho tụi em? Ai cực cho shop em đây? Em không hiểu mấy chị suy nghĩ gì trong đầu của chị luôn á. Mà em đã nói là cho cỡ ra kiệm hàng. Nếu cái nào của chị thì chị nhận, không phải chị trả ngược về cho em. Không sao hết. Mà nói với em coi xanh rợn vậy đó. Em không hiểu mấy bà suy nghĩ cái gì trong đầu mấy bà luôn, thiệt luôn á. Không hiểu. Ý là muốn bơm thì nói đại muốn bơm. Ok. Không bán nữa, vậy thôi. Bơm một lần thì không bao giờ bán nữa. Vậy thôi mấy chị, đơn giản thôi, có gì đâu mọi người. Mà làm chi vậy? Chi mà nói tôi con xanh rờn vậy trời. Không hiểu gì mấy bà trong đầu mấy bà luôn á. Rồi hạ hàng đi, không biết khi nào về. Bây giờ chị đi, chị không biết khi nào chị về nó. Em cũng lại chị luôn á. Thì chị phán vậy là em cũng bó tay chị luôn. Em không biết đường nào em nói chị luôn á. Không đỡ được luôn. Có nhiều cái lý do không đỡ được thật sự. Đúng số điện thoại, đúng tên rồi mà còn nói là mình không đặt. Trời ơi trời. Chắc tôi bị điên. Tôi làm hàng tiếp tôi khùng rồi. Nhận tự nhiên không không, tôi ngồi tôi rảnh quá trời luôn á. Tôi ghi tên mấy bà ra. Mấy bà không comment mà tôi có số điện thoại, có địa chỉ mà tôi gửi tới nhà. Mà tôi còn không cho số điện, tôi không còn không thèm xin địa chỉ ở trên line luôn á. Tôi toàn gọi điện không. Tôi toàn gọi điện tôi xin không. Trời ơi sợ bị lỗi thông tin khách hàng, toàn là gọi điện tầng chị một xin không. Mà phải nghe một câu xanh rơn. Sang chấn tâm lý với mấy bà thật sự. Bị lỗi rồi sao? Tao bắt bị lỗi sao bồi? Em chán ghê luôn á. Nè, cái áo này lên với chị 49.000 nè. Mới bị khách xả ra, chị lấy thì chốt nha. Mới bị khách xả ra luôn, mới bị tức thì luôn. Lấy thì chốt giùm em, cho em xả cái ví đầu like luôn cho mấy bà ơi. 49.000 cái áo nha mấy bà nha. Chất thì rất là co giãn luôn. Bộ em đang mặc em có bán, đợi chút xíu em lên cái màu cho mấy chị lựa. Được chưa? Áo này em còn được 3 cái nè, vải đẹp lắm. Chất nè mấy chị, co giãn thoải mái, mặc mát lạnh nha. Rồi được chưa? Đó. 49.000 cái áo nha mọi người. Nè, hàng dẻo giùm em, không phải dày nha mọi người, hàng này chỉ có dẻo thôi. Vì nó co giãn thoải mái. Nha. Hiền thì vừa phải cho chị. Chứ mà không hiền là nó leo đầu nó ngồi. Chưa lên bộ gáo để chút xíu chị lên nha. Rồi ok luôn. Sọc đen cho chị Hương Nguyễn nè. Áo 49.000 một ghi là màu xám đúng không em? Cái này là màu sọc trắng á cưng. Dễ thương lắm. Rẻ đẹp luôn. Có 49.000 cái áo mà mọi người nè. Cái chất nè. Co dạng xịu luôn nha. Còn cái luôn. Dễ thương lắm là 49.000 thôi. Mới bị khách xả ra nè. Chốt rồi em, cảm ơn. Dạ có xếp bộ ống rộng chị ơi. Em có xếp bộ ống rộng mà là 3 món luôn nha chị. Nha. Rồi nè em còn một cái nữa chị ơi. Nè cái này hết màu đen rồi. Còn màu trắng dễ thương lắm. Nè sọc nhí nha mọi người nha. Mà không bị mập đâu yên tâm. Nãy có lên form rồi nha. Rồi còn có một cái một thôi. Ai hốt thì hốt giùm em. Bon trắng đổi màu giùm chị đi bon trắng ơi. Rồi em lên lại cái bộ em đang mang cho mọi người nè. Bộ em đang mang siêu đẹp. Em thật sự với bà luôn là siêu đẹp luôn. Một cái set nè mọi người. Bao gồm một cái chân váy. Chân váy này là chân váy rút nha mọi người nha. Chân váy này là chân váy rút. Mấy chị về mấy chị phối cho em 101 cái áo. Mặc được hết giùm em luôn nha. Em lấy cái gì? Rồi áo sọc trắng mấy chị Phạm Ngọc Hiếu luôn em ok. Xác đóng rộng đợi em xíu nha Ly Trúc ơi. Rồi mẫu giùm em mọi người có 3 màu. Em báo giá với chị xỉu. Nguyên một set em đang mang giá chỉ có 89.000 thôi. Bao gồm áo và một cái chân váy rút. Hàng nhà em phải hàng dở mấy chị. Em làm bên trong cho mọi người có cái lớp quần nữa nè. Có cái lớp quần nữa nè mọi người. Mọi người về mọi người mặc áo nè, chân váy nè. Mấy chị về mấy chị phối cho em áo nào cũng được. Quần mấy chị tắt rồi mấy chị phối cái nào cũng được luôn. Em bán nguyên set thì em không bán rồi nha. Em bán nguyên set thì em không bán rồi. Và em có lớp quần bên trong cho mấy chị nữa. Nên mình không có sợ cái vấn đề là lộ hàng xảy ra nha. Và em có 3 màu. Màu hồng. Em đang mặc là màu nâu tây và màu đen. Cái màu này dễ thương lắm hả chị. Thấy nó sáng sáng vậy thôi chứ lên da dễ thương lắm luôn. 3 màu cho mọi người nha. Màu đen cho chị nào mập mập mức mức. Chất này là hàng len tâm, nó có lỗ
coi vẻ rất là thoải mái cho mọi người luôn nha. Ba màu, màu hồng, màu màu nâu tây và màu đen giúp em. Chân váy thì có một màu cho chị em mình thôi và nó có lót quần nữa, được chưa? Ai lấy màu nào mình chốt màu giúp em liền kèm theo số điện thoại. Dạ, lúc nào chân váy thì em làm cho mọi người cũng sẽ có lót quần bên trong hết, tại em sợ mấy chị mặc mấy chị lộ hàng ha. Ráng mua đơn trên 58 nên trên 75.000 giùm em để em đi đơn nha. Dạ, cái này là free size, là tình yêu nào 40-60kg rồi mình mang vừa giúp em nha. Em làm lưng cho mọi người là lưng thun để cho chị nào cũng thể mặc vừa nha. Chị nào tới nhà em cũng thể mang vừa bộ đồ này hết. 40-60kg mình mang thoải mái giúp em luôn, được không? Rất là đẹp luôn á mọi người. Áo với lại chân váy luôn mà quá rẻ, quá rẻ luôn nha. Rồi 89.000 một bộ. Áo nè, quần nè, quá đỉnh luôn. Chốt giùm em liền màu kèm số điện thoại giùm em, được không? Em like cái này sau em sẽ lên cho mọi người xét thể thao nè, xét thể thao con gấu nè, đẹp lắm. Đồ ngố em có rồi, đợi xíu lên cho cho nó lại chế xong nha. Xuất sắc luôn, thật sự với bà luôn. 89.000 nguyên bộ. Đây, bây giờ bình thường em tách rồi em bán cũng được chứ mấy chị. Cái áo bán 49.000, cái chân váy này em lại em bán 39.000 có người mua, đúng không mấy chị? Thật sự luôn á, nhưng mà cái này em lên nguyên set luôn. Thay vì bán một cái em lời nhiêu đó thì mấy chị em bán một cặp này cũng lời bao nhiêu đó thôi. Mấy chị mua nguyên cặp này thì mấy chị sẽ rất là lời nha. Rồi ba màu giùm em luôn, áo đẹp quá. Ok, cho Phương Lan là một set áo hồng chốt. Đẹp lắm mấy lời, yên tâm, thiệt sự luôn, rẻ mà đẹp nữa. Có 89.000 một cặp mà mấy chị. Không phải trăm lẻ mấy nữa, phải trăm mấy nữa là thiệt, không phải 100, không phải 189 đâu. Mà có 89.000 thôi đó mấy chị, 89.000 á. Áo khóa trái tim em hết rồi nha. Rồi chị Thùy Nguyễn với một set hồng em chốt luôn. Chị trang lên bộ lên tâm chưa chị Lên? Chị lên mấy mẫu lên tâm rồi đó em. Chị lên mấy mẫu lên tâm rồi đó. Hồi nãy chị có lên mẫu lên tâm, set 3 mẫu này đẹp lắm nè cưng ơi. Lấy chị chốt cho chị. Set ngố đợi em tí nha tình yêu ơi. Đây nè, mua hàng lên thông tin giùm em. Một cái áo len bên trong nè mọi người. Thêm một cái quần ống rộng nha. Thêm một cái quần ống rộng và một cái áo khoác giùm em nữa. Áo khoác len nè. Hồi nãy em có mang lên form luôn rồi. Nguyên cái set này em bán cho mấy chị giá bao nhiêu ạ? 85.000 ba món, quá rẻ luôn, nó thật sự luôn, không đi đâu mà rẻ bằng được mọi người. Cái chân váy, cái quần nó có đổ co dạng như em luôn, màu nữa bà, nó về nay về cái màu này lạ lắm luôn. Hồi nãy giờ em thấy chị nè, cái màu nè đỏ là kỳ, đỏ bầm đỏ đất luôn mấy bà, đỏ đẹp lắm luôn nha. Rồi màu hồng, màu hồng ngu nó lộn hồng à, kiểu như hồng nhạt nè mấy bà, hồng phấn á, màu da nè, rồi màu xám muối tiêu nè. 85.000 bộ, 85.000 thôi, rất là xinh luôn, được chưa? Bộ đang mặc em chúc cho Khánh Linh, có cho Khánh Linh bộ đang mang luôn. Quá đẹp luôn mấy bà chị á thiệt. Rồi ok, quần đùi đen em còn mấy cái nữa bà ơi, quần đùi đen em còn mấy cái nha. Áo khoác trái tim em hết rồi chị ơi, bây giờ mình hiện tại là em chỉ còn áo khoác Mickey thôi chị á. Nhà em chỉ còn áo khoác Mickey thôi nha chị đẹp nha. Rồi ai đã xét chút xét cho mang luôn, 89.000 bộ nha. Rồi Nguyễn Hồng lấy hai cái đen nào chị ơi, cái này là nguyên một cặp bao gồm chân váy luôn nha chị Nguyễn Hồng ơi, bao gồm chân váy giùm em luôn nha chị, chứ mà áo hay là quần không nha chị. Cái này đẹp lắm mấy chị ơi, có 89.000 một bộ à thì. Rồi một màu đỏ ruốc 85.000 luôn cho chị Hằng Ngô. Đây đỏ ruốc 85.000 cho chị Hằng Ngô nè. Xét ba mẫu thì là quá đỉnh luôn đó mấy chị, yên tâm giùm em nha. Bộ ống rộng. Dạ không chị ơi, cái đó là hàng, em không biết gọi là hàng vải gì với chị. Nó là hàng lên tâm á, tình yêu ơi, đẹp lắm nè. Xinh lắm luôn. Màu cam này rất là đẹp nè mọi người. Màu cam này rất là trắng luôn, trắng da lắm. Mà một cái áo khoác này mấy chị về mấy chị mặc rồi cũng được nữa. Ham để đâu cái mình mặc cái áo khoác len nhỏ mỏng này vô, hoặc là mấy chị mặc cái đầm body, mấy chị khoác cái áo len mỏng này vô cũng được. Mấy chị mặc áo hai dây, mấy chị mặc cái quần sọt cũng được ha. Quần ống rộng đó, ba món luôn 85.000 mọi người, tính ra món có 20 mấy ngàn, 20-30 ngàn quá rẻ rồi. Ok chưa, áo kiểu đã xíu lên nha bà ơi. Chị coi lại cái like cũ giùm em đi chị đẹp ơi, để em xíu lên cái set này cái đã mới là ơi. 105 mấy chị ơi, bộ con gấu 105.000 quần dài giùm em, siêu hot luôn nè. Nãy giờ em comment chị thấy không, bây giờ chị mới thấy em là Phương, nãy giờ em lấy cái gì. Rồi em về là ba màu y hình cho chị luôn, màu hồng, màu xanh và màu xám luôn. Hồng, xanh, xám ba màu. Ai lấy màu nào mình chốt màu đó kèm số điện thoại giùm em. Rồi
tiên la nè. Rồi ok luôn. Nãy giờ em comment, bây giờ chị mới thấy cho em nè. Bác ơi, chị nào mà chưa chốt cái set này làm ơn chốt trên like giùm em nha. Chưa chốt thì chốt làm ơn chốt trên like giùm em. Không thấy chị trả lời em không nghe hả Phương? Chị cũng trả lời em quá trời luôn á Phương ơi. Chị cũng trả lời cân quá trời luôn, biết cưng nghe chị hôn nữa. Set 3 món em còn gái ơi. 3 món em còn với chị đẹp nha. Rồi ok em đang test với chị ơi. Bộ này bao đẹp cho mọi người luôn nè. Má ơi cái này đẹp mê luôn á trời. Lên màu xanh đi ha. Đẹp quá à. Chị Hằng ngồi đây hai bộ xanh hồng có luôn. Em nói cái bộ này là bao đỉnh mấy chị ơi, 105.000 bộ. Em bao hàng nha mọi người. Rồi mấy chị nhận hàng về mấy chị mê cái bộ này luôn. Vải bu riếp. Cái bộ đó ngày mai chị mới lên cho cưng. Bộ đó ngày mai chị mới về, mới lên lận. Cái áo sơ mi đó ngày mai chị mới lên lận. Em nói với bà nè, trời ơi cái vải này cho em nó là hàng combo zip cho chị em nha. Combo zip chuẩn shop cho em luôn. 40-60kg với chị, mặc vô tư, ba màu cho mấy bà thôi. Giá 105.000 một bộ cho em. 105 cho mọi người nha. Nhận hàng về không mê không biết tiền. Chưa có để cho ai hết mấy chị ơi, mấy chị chốt lại giùm em đi nha. Em chưa có chừa cho chị nào hết trơn á, nên mấy chị chốt lại trên like giùm em đi nha mọi người. Để mất công nè. Đây. Đó. Xuất sắc chưa? Ba màu. Màu xám y hình cho mấy bà luôn. 105.000 một bộ mấy chị. Set này mấy chị mua đúng của hàng hot girl, người ta bán 200 mấy một bộ mấy bà ơi. 105 ba màu y hình. Xuất sắc luôn, lên màu kèm số điện thoại giùm em nha. Rồi ok nè, cái này em chốt chị Kim tiệm 3 bộ, chị Kim nhắn tin nè. Rồi ok luôn. Xếp 3 món đợi chút xíu lên lại màu cho Như Trương ơi. Quần ren hết màu đen rồi nha chị Cưng. Kem thêm bộ cam cho Nguyễn Nở nè. Em nói cái xếp 3 món rồi rất là đẹp luôn á, chị tin em đi thiệt luôn á. Có 85.000 à, của này 1,5 nha. Tiền nào của đó mấy chị ơi, mấy chị nhận hàng về mấy chị mê. Cái vải này là hàng bu riết giùm em xịn sò luôn. Một cái bộ ngối em đã bán 95.000 rồi mấy chị. Cái bộ này bán có 105 thôi, quần dài chị em mình luôn. Mình bỏ 10.000 thôi, mình mua một bộ quần dài mình mặc cho thoải mái luôn ha. Ngọc Sương mới đủ màu. Cái vải là em bao nha mọi người. Cái vải là em bao hàng, yên tâm giùm em. Ok chưa? Rồi. Lên màu giùm em nha. Ngọc Quy lấy xám với xanh hai màu có luôn. Bộ này đẹp mê ly. Hứa với bà gái luôn, nhận hàng về mê chích mệt với nó. Thì nắp bồ nè, màu hồng xuất sắc luôn mấy chị ơi. Xếp 3 món có mấy màu vậy, chị đợi chút xíu em lên lại màu cho. Vụ Hạ Hương là chị nào vậy? Vụ Hạ Hương là ai mới ra bộ 3 màu vậy? Lấy sĩ thì cọc giùm em nha, mua lẻ chỉ chốt 5 sản phẩm thôi nha chị. 105.000. 105.000 một bộ em đang mang mấy tình yêu. 105 giùm em nha. Ok chưa? Ngọc Quy lấy xám với xanh hai màu nè. Đó rồi nè. Ok. Trời ơi, áo em mặc như vậy mà chị còn che ngắn thôi, em bó tay luôn thiệt. Muốn chạy tới đâu chị, mất cá hả mấy chị mà bà. Phạm Ngọc Hiếu, một set màu xanh. Ok luôn chị Phạm. Phạm Xăm lấy một màu xám hả? Tên gì vậy? Tên gì? Vũ Hạ Hương mua hàng nó thông tin cho mẹ đi chị, em tên để người khác chị ơi. Màu xám cho bé Bon nè. Phí Hằng lấy ba bộ ba màu nè. Rồi em còn hồng mấy chị ơi, hồng với xanh nha mọi người. Hồng và xanh nè. Xám còn một nha mấy bà. Rồi ok, xám 105 đi trên vỏ có luôn nè. Bộ hồng cho Khánh Linh nè, bộ này bao đẹp luôn rồi. Khánh Linh màu hồng nè, có luôn. Để có tiền bộ hồng nè bà. Rồi còn quần jean dài không chị? Quần jean dài chỉ còn em mà không biết em mặc size gì nữa. Thủy Cân nè. Chị bỏ phụ Hạ Hương thấy thông tin luôn. Ok Thủy Cân nè, bộ xanh có nè, xám hết mọi người ơi, giờ còn hồng á chị. Còn hồng với xanh mấy chị ơi. Xanh còn một bộ em lên màu hồng luôn nha, màu hồng đẹp lắm á chị. Hình như thế nào là hàng nó y chang như vậy giùm em nha. Hình sao là hàng y chang vậy luôn. Xám em hết mọi người ơi, em còn xanh. Bộ chị bận là từ 40-60kg em ơi, yên tâm. Cái vải này là hàng mua zip xịn nha cơm. Cái này là hàng Quảng Châu luôn, bao đăng cưng ơi. Mua về mang là ghiền bé ơi, khỏi lo. Xám á. Chị ơi xám á. Chị bỏ chị đó tên gì vậy? Hả? Chị Phạm Đức lấy bộ xám không chị ơi? Đúng
con xích đẹp vai trắng em. Chị Gia Trân Nguyễn ơi, đẹp lắm đấy bà ơi, chốt giùm em liền. Hoa Nguyễn em hết đi chị, Nguyễn Úc em hết còn 8 luôn. Tí hàng lẻ nha bà ơi, chứ mà tí hàng sĩ đâu nha. Rồi nhân tiệm nè, một thêm chị tiệm nè, thêm hai bộ nè, hai bộ xanh nè, ok. Hồng cho Trân Thị Phương Thảo nè, cái này em bao mấy bà mà Yến Linh một xích hồng em ok luôn. Rồi còn hai bộ hồng cuối cùng thôi mấy chị, hồng cho Như Trương luôn. Đó đẹp lắm mấy bà ơi, có 105.000 một bộ hà mấy chị. Hàng này người ta bán 200 mấy, không quá đựng. Xin ha, còn bộ cuối cùng rồi, có sáng cho Phạm Đức có rồi. Ngọc Thảo Nguyễn hết bộ xanh cưng ơi, hết sáng luôn. Ngàn nam có lộ bà nam ơi. Đây nè, ai hỏi em cái bộ của Thư nãy em bận nè, mấy bà 99.000 nè, đẹp ơi là đẹp luôn, các đẹp vai còn hàng luôn mấy bà chị ơi nè. Quần nè 40-60kg mấy chị, mặc thoải mái giùm em nha. Rồi pyjama 99.000, 99.000 một em, rất là sang chảnh luôn. Vũ Hạ Thương lên chưa lên thông tin hả? Xả ra đi, ai biết đâu. Vũ Hạ Thương hình như lên rồi mà, thì là lên rồi nè. Tân Phú nè, xả em hết còn hồng mấy má ơi, còn bộ hồng cuối. Ai lấy hồng chút hồng tên gì? Pyjama mấy bà, trời ơi đẹp lắm mấy chơi, 99.000 bộ giùm em thôi. Ai lấy pyjama chút pyjama kẹp xin thoại giúp em ha. Rồi Thái Ngô Thị Lành nè, mấy chị ơi nhớ chấm bài và nhớ chia sẻ để nó khỏi ẩn comment nha mấy chị em. Nhớ chấm bài, nhớ chia sẻ để khỏi ẩn comment nè, để cái hồi mình comment lên mình nó không có thấy mình khủng mấy chị. Rồi ok, lên giùm em cái này. Ai hỏi em xích đẹp vai nè. Ê, bộ bộ hồng lại cho em đi. Chị gì á, chị gì có bộ hồng lại, nó bộ vàng vô nè, cho nó lụi đơn. Một bộ pyjama Nguyễn Thị Bích ơi, bà lấy màu gì? Cho em xin cái màu mấy chị. Ai hỏi em xếp đẹp vai 99.000, 95.000 à. Rất là xinh luôn, hàng hot girl nha mọi người, hàng chuẩn hot girl cho mấy chị em mình luôn. Một cái đẹp vai nè, một cái quần nè, quần là vàng vải tóc ta nha, đẹp lắm. Rồi được chưa? Lâm Liền Thấy Gái nè, quần jean size 29, quần jean size 29 hết rồi em ơi. Hình như hết quần mà, hết quần size L rồi gái ơi. Bây giờ còn S không à. Bộ hai xanh chữ lúc nãy chị lấy hai xanh mà, bộ mẫu nào vậy trời? Đẹp pha, đẹp pha mấy chị ơi, đồ mặc còn bộ tiền phan, bộ đang mang còn một bộ giùm em. Bây giờ mai mấy chị lên màu giùm em, lên màu giùm em nha. Rồi ok luôn. Nari lấy cái gì bà ơi, lấy gì hồng nè, cho em xin cái giá nha. Dạ xếp đẹp pha là từ 40-60kg mấy chị, lưng là lưng chuông toàn bộ nè. Áo nè, nhân tiệm. Cái chị nào mua lẻ 3 bộ. Còn tí, còn chị nữa nữa. Còn 3 bộ nữa. Lên số điện thoại rồi đó. Bộ đang mang hả? Còn có một màu em ơi, bộ này bẹt qua này còn có một màu thôi. Pyjama còn đủ màu, trời tao lên màu rồi mà bay ơi nè. Pyjama 99.000 má ơi. Trời ơi tao bán đồ tao tức chết, tụi bay ơi tao hiền không được mà thiệt. Hôm nay bán đồ là không hiền được luôn nha. Nè. Ôi, tôi chết hôm nay á thầy. Không hiền được rồi. Không chị, hồi nãy của chị đâu phải hai xanh đâu. Nó chỉ có hai hồng một xanh thôi. Nên là em băng cho chị ba màu cho dễ bán á. Lâm Liền xe 28 biết còn chứ ơi. Bây giờ em còn M nè, chứ lấy được chứ lấy nha chế. Bây giờ còn M nè, chứ lấy được chứ lấy nha, để mất công lộn xộn với chứ ơi. Một bộ màu đen cho Nguyễn Thị Bích nè, 99.000. Pyjama bao đẹp bao xịn mấy chị ơi, yên tâm. 99.000. Quần jean dài còn S với M. Lấy L đúng không? Lấy M đúng không chế? Cái này em không có bao, em không có bao đổi đâu nha, không vừa đáng chịu nha, tại em đã báo mình đã lên cân nặng chiều cao rồi. Bộ mặt cho Nari ok luôn. Thế bẹt vai anh được chốt giùm em 95.000, 95.000 mọi người ơi, đẹp lắm. Bộ mặt em còn đủ màu mấy chị. Đưa qua đây coi. Sao kỳ vậy ta, nó chốt hết rồi mà trời. Bộ mặt còn hai màu xanh với hồng, xanh với sáng không nè.
bỏ quần Vinh dài chơi, quần Vinh dài em toàn xanh ép cho mà chơi. Còn xanh ép với lại màu đen ép, xanh ép với lại đen ép nha mọi người nha. Còn xanh với đen không à, ép không mọi người ơi, hết rồi, hết sai rồi. Quần Jin rút giờ em chưa có lần thấy luôn rồi, nó đang nằm ở trong góc á. Xám nha chị Hoa Nguyễn nè. Rồi còn bộ xanh cuối cùng tên gì, tên gì, Tiên La lấy hàng cho tôi chưa, lấy hàng cho tôi rồi không? Ừ, bà ơi, mẫu nào mà bà có rồi, bà dặn cho tôi nhớ tới chùa rồi đó. Còn chưa không nhớ tới chùa nữa nè, đẹp lắm. Còn bộ màu xanh cuối nè mấy bà ơi, chốt lẹ nè. Rồi Phương Lan bộ xanh nè, rồi xong luôn. 105 chị ơi, bộ đang mặc 105.000 một cân ơi, 105.000. Trời ơi, tao sốc ghê, cái set 3 món này tao phải lên một lần nữa nè. Tôi sốc quá mà. Set 3 món có 89.000 à. Hết rồi chị đẹp ơi. Rồi xong cái set 3 món này em lên cái áo với mọi người nha. Rất là đẹp luôn, nó cái màu hồng nó rất là ngọt đó chị. Biết sao cái đem chê á mọi người. Chứ nó ngọt quá thì ngọt luôn. Cái gì vậy Bảo, nãy người cuối cùng lấy bộ hồng. Hồng đang mặc toàn bộ mấy má ơi. Trời ơi, thiệt luôn, ông chồng tôi nay ông hắt não tôi mệt luôn nè. Hồi nãy canh coi nó còn một bộ thì anh nói. Ông Thi, anh bóc giùm chị ông Thi ơi, ông anh bóc như vậy nha. Bây giờ còn bộ rồi, còn một bộ màu hồng kìa, anh lấy hồng chút hồng giùm em đi. Chốt rồi Nari, chốt cho em rồi đó, còn bộ hồng chứ ơi. Bộ hồng chị Nhân tiệm có chưa? Đuôi bộ hồng chị Nhân tiệm rồi, đủ đó. Em sao chị chọn em bộ cái nó 85.000 mấy bà ơi, tôi nói thiệt tôi tức chết với mấy bà thiệt chiến này luôn á. Dạ rồi ok, để em like xong đi em rác em bóc cho. Trời tôi tức chết với bà chiến này thiệt luôn nè, màu xám á chứ ơi. Em nói nó đẹp dữ lắm á chị, màu cam nè. Sang xỉu luôn, bộ này bán tặng cho chị em mình đấy mới thật luôn á. Màu vàng nè, màu kem nè, trời ơi, xanh đen nè, nó màu đẹp quá chị đẹp luôn. Muối tiêu nè, với lại xanh muối tiêu nha. Cái này mấy chị chốt em một muối tiêu, cái này là hơi xanh đen muối tiêu nè, dễ thương lắm. 89.000, có 85.000, 3 chi tiết luôn, đẹp chưa? Đó ơi, xuất sắc luôn, được chưa? Xét chị vai 95 hết màu mết, màu nâu tay rồi chị ơi, hết màu nâu tay rồi chị. Còn là em dơ lên rồi, không nói gì là hết, không có hàng đó mọi người. Còn màu gì em dơ màu rõ rồi, chứ em giống gì chi. Rồi đó, bộ đang mặc áo lười chốt nha. Cô Thơ ơi, ba con có ghi giá ở dưới đó cho ba con mà nó cô về đó đi. Cô qua cô lấy đi là ba bảo giá cho. Trời ơi, cái bộ này nó còn bộ luôn, tao tức chết đó bay ơi. Sao la được một lớp bộ này vậy trời. Cái bộ 75.000 này em còn bộ mới chứ. Bộ 75 còn một bộ nè, ai chưa có bộ 75 chứ bộ 75 em luôn. Rồi lên áo kiểu nha. Bộ 75 bao đẹp luôn. Còn hai màu mấy chị ơi. Cô Thơ qua lấy hàng đi rồi ba con đưa cho. Chứ giờ con hỏi con không nhớ nữa đâu cô ơi. Áo kiểu nè. Xét ba món một cam đất cho chị Ly chút. Còn một màu hồng mà chị ơi, lấy màu cam đây nè, còn cái cam nữa. 85.000 bộ à. Cái này bán mà năn nỉ mấy chị mua em buồn quá. Thì cái này bán mà năn nỉ buồn quá. Lên áo kiểu rồi. Thì lên kêu họ đơn còn cái nào không biết luôn á. Thì lên một đơn đang đi rồi đó em ơi. Ráng đợi đi cưng ơi, chứ giờ chị không biết sao luôn á thiệt. Đi Viettel rồi chắc nó nhanh hơn tới với em nè. Rồi 49.000 nha bà nha, 49.000 áo kiểu luôn, tay dài đang hot quá nè. Chuông Thanh Mây xám nè, là ba bộ nè. Thứ hai bộ đó có ba bộ đó nha bà, mua hàng nhớ giùm em nha bà nè. Ba màu á chị ơi, 45.000, 49.000 cái lộn. Tiên La bộ mà áo nè có ba màu nha. Ai lấy màu nào chút màu đỏ không em mọi người, đẹp lắm.
cái này mấy chị về mấy chị mặc quần jean cho em là bả cháy luôn. Giờ ăn quần nó nằm dưới tầm tùng này một em không có bới lên được, mấy bà thông cảm em nha. Như chương xếp 3 món một cao ok luôn. Rồi 49 đen là chị Thùy Nguyễn nè. Rồi ok, Nguyễn Ngọc Gia hơn xếp áo màu đen nè. 49.000 cái áo chị ơi. Tên gì? Thùy Nguyễn nó thông tin giùm em chị. Hân Hân lấy màu 2 nè. Nâu chị Thục Linh, nâu đẹp ghê luôn á. Nâu đẹp quá à. Nâu Thục Linh nè. Nguyễn Ngọc Gia Hân có đen 49 rồi nè. Trinh Võ lấy đen 49.000 nè. Áo 49.000 cả giùm em thôi nha mọi người. Nu này cho chị Xuân. Xuân Đặng Lê Thị nè. Xuân Đặng Lê Thị nè. Lan Anh là ai vậy ta? Lan Anh áo đủ là ai vậy ta? Lan Anh là bà nào vậy? Báo giùm em coi. Lan Anh tỷ nào nè, báo giùm em nha. Ok, Hằng Ngô áo nâu nè. Rồi Vũ Võ Vũ Hạ. Vũ Hạ có áo nâu có luôn. Ok, chị Thùy Nguyễn thấy thông tin luôn. Bộ gấu nảy hết rồi chứ ơi. Bộ mặt còn màu gì trang? Còn đủ màu của cưng ơi. Bộ mặt em mang mặt còn đủ màu nha. Lan Anh sĩ nào chị ơi? Nhi Nhi E. Còn đủ màu ơi, còn đủ màu đẹp lắm. Rồi ok. Trời ơi, Phạm Hồng Hiếu ơi, chị thiệt luôn á. Áo cao 49.000 Phạm Hồng Hiếu là áo nào vậy? Đừng nói áo sọc nha. Khỏi chốt đi, cho Hiếu mà khỏi chốt đi, bỏ qua một bên đi. Hôm nay tôi nói thiệt với bà nào chốt hàng trên lại, xả đơn tôi không có chốt đâu nha. Tôi báo rồi đó. Hôm nay con mẹ nào xả đơn tôi tắt ghê luôn á thiệt. Cái tay mát dí quá trời thiệt. Ok bà, nâu nâu Hằng Ngô có rồi luôn. Đen trắng 49. Không hiểu luôn á bà, không hiểu trong đầu luôn á má ơi. Phi Nguyễn áo nu nè. Rồi áo còn hai màu trắng đen. Mấy bà ơi, bà là món bà tế nhị giùm tôi mấy bà ơi thiệt. Cái set bẹt vai nè, 95 hồng nè. Cái này quá fan luôn á mọi người. Rẻ đẹp đó chị ơi. Trời ơi, vài bữa nữa vô lễ Tết bán cái này liền luôn mấy bà. Đi biển do đẹp mê ly luôn. Rồi ok, Kiều Hạnh còn 2 nè. Hết rồi chị ơi, bộ hồng anh em chốt với chị rồi đó chị. Nhân tiện anh em có chốt chị một bộ hồng rồi đó. Còn áo em còn 2 màu trắng đen thôi nha mấy chị. Còn đại cáo đen nha người. Trời ơi, mua một cái xong đổi cái kia ra má ơi, rồi biết chừng nào mới đủ đơn đi hàng đi trời. Chốt 2 cái, xả cái kia ra, lấy cái này rồi chừng nào mới đủ đơn đi đi em. Em mua cái áo có 49.000 à. Chị tưởng chị bán hàng 149.000 không luôn á, chị nói thiệt. Nó khổ quá mà, bay ơi, làm ơn mà làm phước mà lấy giùm chị được không em. Nha. Cái like của chị thiệt luôn, nãy giờ chị không có muốn nghe xả đơn mà cưng vô cưng comment cái xin rờn đi cưng. Má ơi quá khỏi mấy đứa này. Còn hai màu mấy bà ơi, trắng đen nè, đẹp lắm luôn. Còn đúng hai màu duy nhất luôn, 49.000 nha. 49.000, bộ đang mang còn đủ màu rất là đẹp. Cái gì? Nha Nguyễn nó thông tin cho mấy đứa chị. Kiều Hạnh hả? Kiều Hạnh đâu có đâu, đủ màu à. Tiền la 4 cái. Nè, sách 3 món nè. Muối tiêu. Em anh sao hôm nay bị sao trời. Em bên phiếu luôn á. Không hiểu sao nó ra luôn á má. Dạ, Vũ Thị Hạ Hương có nâu chưa? Hằng Nguyễn có nâu chưa? Lan Anh áo đủ có chưa? Áo 49.000 cho Xuân, cho Xuân Đặng Lê Thị Lê có chưa? Màu 2 cho Hân Hân có chưa? Ok, Hằng Ngô thêm cái trắng nữa nè. Rồi bộ để chút xíu nha em. Rồi quần lét kinh để em tí luôn. Hết gấu hồng rồi nha mấy chị ơi. Rồi áo còn 2 em ơi. Xếp 3 món áo rửa chốt giùm em. Trời ơi, nên bán đồ cho tức chết cái bà này thì. Nè, xếp 3 món nè, bà Nhi E lấy màu nào nè, lấy số lượng nhiêu nè, chốt tôi nè. Sáng này đẹp lắm bà ơi, lát còn có bộ à vàng nè, xanh đen dễ bận nè, muối tiêu đẹp nè bà. Cái này màu xanh muối tiêu này cũng dễ thương nữa, cái màu này màu lạ nha. Cái màu cam đất mặt rất là tay luôn. Đây, màu cam đất nè, mặt siêu tay luôn. Rồi ai lấy màu nào chốt thì em luôn. Lấy hết áo luôn, cho Kiều Hạnh là toàn mấy cái hết hàng luôn nè, qua mặt luôn. Rồi tiếp.
Ê, áo còn đó má ơi. Áo còn, áo còn, áo còn. Trời ơi, lấy hai bộ, tao lại, tao. Ok bà, tính giá lẻ nè. Thích giá lẻ, tao tính giá lẻ nè má ơi, trời ơi. Tôi làm biển lên với mấy bà này ghê, hôm nay thiệt. Su cà na xí mụi hụt gà thiệt chứ. Hôm nay sẽ vô lên nhặt từng cái, đừng bán lẻ không luôn á. Ok bà hồi giảm cân cho Như Trương. Chị ba màu cho Nhân tiệm. Cái nào chị ơi, áo đúng không chị? Áo còn với chị em, áo còn nè, áo này đẹp lắm. Áo này mấy chị về mặc chung quần riêng hoặc là quần phọt á. Đổi xíu em lên legging cho, legging nhà em còn kìa. Đen 49 cho Bon Trương nè. Ok chị. Rồi quần mấy chị, nè quần anh em về được 3 size cho, anh em về quần được 2 size mọi người. 69 ngàn một cái giùm em về được 2 size. Bên anh thiếu cái quần nào vậy? Nè quần nè, quần của anh nè. Quý chị đang mặc 85 ngàn bé ơi. Hả? Màu cam đó. Ai lấy? Màu cam hả? Còn mà nhiều lắm, chắc thì về nhiều mà. Cam nè. Màu đen đúng đẹp luôn. Ok. Quần cặp chéo còn không chị? Quần cặp chéo hết rồi. Áo thì đang nguyên cái set đang mặc luôn, rất là đẹp luôn á. Set nâu đang mặc không có màu nâu cục cưng ơi, set đang có màu nâu như chị Ngô Đặng ơi. Rồi đấy mọi người ơi, nè mấy chị hỏi em quần nè. Trời ơi, bán cái quần này bán hoài không biết chán mấy chị ơi. Quần này bán hoài không biết chán mọi người nha. Rồi. Set top, áo rút, quần dài, chị đợi đợi chút xíu. Đây mọi người. Em nói cái quần này em bán hoài em không biết chán là sao mấy bà. Chất vải thì nó thật sự là mê luôn, không cần phải nói nhiều tại vì bán rất là nhiều rồi. 69 ngàn hôm nay em về là em. Hôm nay nhà em chỉ còn có hai mã này thôi. Một là em này nè mấy bà, chính tất là cho chị nào ở dưới mít, chị nào mít rưỡi đổ lại á. Mấy bà nào thích mít rưỡi đổ lại khuyên lấy cái này nha. Tại vì cái này nó rất là dài. Trên mít rưỡi hãy nên mua cái quần dài này. Cái này nó rất dài luôn mọi người. Em mặc nó còn dài mấy chị. Nhưng mà mặc rất là sướng nha. Còn chị nào dưới mít rưỡi nè, làm ơn mua cái quần vải chính tất này đi. Nha, mặc cho nó vừa cái form người của mình. Nha, còn chị nào mà trên mít rưỡi nè, nếu mà muốn mua quần dài thì mua em này, còn nếu muốn mua chính tất thì mua cái này. Chính tất nó sẽ mặc lên ngang cái bắp chân mình tí xíu nha mọi người nha. 69 ngàn một cái giùm em, cái chất vải thì khỏi lo được chưa. 40-60kg, 65kg mặc cũng được luôn, bao hàng cho mọi người luôn. Em lấy cái này mấy bà, em lấy 4-5 cái mặc mấy chị rất là sướng luôn, mặc chung với cái nào cũng đẹp hết nha. Rồi Tiên La nè, pyjama quần dài thì để đằng sau lưng kìa, pyjama tay dài lắc lên cho Thùy Linh lấy dài. Thùy Linh comment bạn cầm bạn comment sai rồi. Tiên La lấy 4 quần dài có chính tất hai cái thì chị Trúc Nguyễn. Ai lùng thì lên lấy chính tất nha. Nếu mấy rồi là con lấy chính tất thì mấy em về mất công khỏi giờ. Khỏi mất công đi cắt. Mặt đẹp lắm, mặt trẻ lắm mọi người. Mặt chính tất là trẻ luôn. Còn quần dài thì em không cần phải nói rồi. Nó quá là đẹp cho mấy chị em mình rồi ha. Đây. Thùy Linh lấy chính tất hai cái. Trời ơi, cái quần này em bán mấy ngàn cái chị ơi. Phí Nguyễn lấy quần chính tất. Em bán mấy ngàn cái quần này rồi mọi người, chứ không phải em bán một cái đầu tiên đâu mọi người ơi. Không phải cái lô này em về là lô đầu tiên đâu mấy chị đẹp ơi. Mà em về mấy ngàn cái quần này rồi mấy chị. Ok, em sẽ lên cái con này cho mọi người coi. Nếu như mấy chị thích thì em sẽ chiều mấy chị. Đẹp lắm luôn. Thank you.
9.000. Chất len mọi người nhìn là mọi người biết đẹp liền. Thiệt sự, nhìn là biết đẹp luôn. Quần ngố không có hàng chứ ơi, quần ngố như hết rồi chứ. Hiện tại bây giờ em chỉ còn 9 tấc với lại dài thôi à. Nha, sếp còn màu nào vậy chị? Thôi em lên cái sếp có mệt, của em lên em không lên nữa đâu. Sếp ra món không lên nữa mấy chị, coi lại like dùm em đi, màu nào không còn hết đó nha. Rồi ok chưa? Giảm cân có rồi. Thì lên lên, còn cái xíu ở trên nữa đó. Rồi ok chưa? Đây nè, quần 9 tấc em đang mang nè mọi người. Dài thì nó dài hơn tí xíu cho mọi người nha. Dài nó dài hơn tí xíu cho mấy bà luôn, đẹp lắm. Đọc cái phiếu chưa? Em lên cái phiếu của chị Thùy Linh này rồi mà. Quần dài, lết kim dài nè. Áo xanh là chị Đỗ Huyền, ok. Đông Dương Khải áo xanh ok, tình yêu luôn 99.000. Áo xanh là Tố Linh có luôn. Phật dài cũng 99.000 em ơi, chị đang mặc ở quần 9 tóc em. Dài cũng 99.000 luôn bé ơi. Trời ơi, tâm bọn nhà mà nó hỏi áo phục dài không tức là hôm nay mấy bà bị sao quá tôi thiệt. Quần này là chị em ơi, nhà chị là hàng free size nha cưng nha. Nè, 40-60kg mặc vừa em ơi. Áo vàng cho bé Diệm có. Áo xanh cho Út Thi có. Hôm nay cắt vô chẹt cái quá trời luôn á. Vừa chốt mẫu đó xong, vừa báo xong là cắt lại vô hỏi câu đó tiếp. Có sức nào không chị? Có set nào khác ngoài quần ôm nữa không chị? Là sao lại muốn mua set thôi em? Bé Thảo ý là em muốn mua set đúng không? Đúng không cưng? Cưng comment cưng hắc não chị ơi gì vậy? Hồ Ngọc Dung lấy một cái quần chính tất lên thông tin giùm em đi chị. Áo 99.000 cả em ơi. Đẹp lắm. Cái gì? Cái gì? Hả? Ai biết đâu chân nhung cột chứ ai cột. Áo đen chị Hoa Nguyễn có luôn. Quần dài có gái ơi. Quần dài là 99.000 em. Có lộn quần dài 69.000. Có lộn quăng lộn áo đen rồi. Áo đen nè người ơi. Quăng lộn áo đen rồi. Quăng ngược lại nè. Lát người hỏi nè. Đúng rồi đó. Cái mới cầm lên đó. Rồi ok. Em mua set thì em mới nói là có set. Thì em hỏi có set. Tự nhiên họ ngoài cái quần dài đó không chị có set không chị. Mày hỏi tao tao câu tao không biết được tao trả lời luôn. Ngó có bà để xuất lên ngó cho bà. Lấy em ba áo ba màu cho Kiều Hạnh có. Áo xanh cho chị Xuân Đặng Thị, Đặng Lê Thị có luôn. Mua xét thì mua nói chị ơi, có xét không lên xét đi chị. Rồi em gọi lên màu hồng. Hồng trắng đen vàng nha mọi người nha. Trời áo đẹp lắm mấy chị ơi, có 99.000. Đẹp quá luôn. Rồi ok, quần chín tấc 69.000 gái ơi. Thảo Nguyên lấy hai quần dài có. Quần dài nha mấy chế mua mấy chế ghiền mấy chế. Phương Thương Nguyễn Thị lấy hai quần chín tấc em chốt luôn. Em nói quần nhà em đó là gói khỏi lo hả? Thiếu hả, thiếu quần hả? Đủ chưa? Rồi đấy là em lên lại màu áo nè. Em nói là cái nào mấy bà chế mua bà chê được nha. Nhưng mà con áo này quần nhà em bà chế mua không thể nào chê được. Mặc lên cái dáng giùm em đẹp lắm luôn, cái chất mê ly. Tại vì cái này là đúng chuẩn hàng Quảng Châu của em luôn. Em nhập từ bên bển về mấy bà nha. Em xách tay từ bên bển về mấy bà ơi. Không phải là hả giỡn chơi đâu mấy bà nha. Này tôi đi xách tay thiệt luôn á. Em comment chị chốt đơn là có rồi đấy em ơi. Đen 99 cho Thùy Nguyễn. Nhận hàng về là mê ly em này. Em đang mặc cái màu hồng rất là dễ thương. Cái màu hồng này nó ngọt ơi là ngọt mấy chị ơi. Thấy không? Cái màu hồng này hơi gọi là hồng hồng kiểu như là hồng hơi hồng tím tím á mấy chị. Nhìn xinh ghê luôn á, có 99.000 áo rồi mọi người. Cái hàng này mấy chị ra ngoài mấy chị mua 100 mấy con cái giùm em. Hả? Áo xanh. Kìa quăng nãy quăng quăng. Xinh sĩ đó. Xanh kìa bà. Xanh kìa. Ờ. Ủa thì thiếu anh kêu thiếu áo xanh mà. Dạ 99.000. Phụng ca ta một áo hồng. Quần chính tất hai cái chị Thùy Hân. Thúy Hoành chứ lộn. Áo 99.000 mới chơi trời. Thúy Hoành có rồi nha chị. Xanh hồng cho chị Phụ. Phụ Hạ Hương có áo hồng, có áo xanh rồi chị. Xanh hết rồi Chinh Võ ơi. Hồi nãy có rồi, nãy chị đọc tên như là có rồi sao của em. Rồi em còn vàng với trắng mấy bà ơi. Vàng trắng đen ba màu.
trắng đen ba màu á chị ơi, vàng trắng đen. Ủa, có hai màu vàng trắng hết hàng luôn, quá đẹp. Con áo 99.000 cái không chị? Cái này hàng Quảng Châu kia nha mọi người nha, nhìn cái là biết đẹp luôn rồi mấy bà ơi. Xuống anh Lê hai cái. Cảnh Chi ơi, còn vàng hết hồng nha cô. Nguyễn Phương có quần chính tất 69.000 em ơi, 69.000 giùm chị nha em. Rồi áo còn trắng với chị ơi, áo còn trắng, lấy trắng chút trắng giùm em, kèm em xuống thoại luôn mọi người. Đơn chị Minh Chiêu đi rồi. Ờ chị chưa đi sao á? Đơn chị Minh Chiêu đi. Ờ, đi rồi chị ơi, đi rồi. Sáng đi rồi chị á. Đi rồi. Đây nè, quần anh đang mang có hai màu này chị nè, em có loại có hai size nè. Cái loại là loại chính tất 69.000. Tôi có lên thông tin giùm em. Có cái loại loại dài nè mấy chị cũng 69.000 luôn. Mấy chị muốn mặc cái nào mấy chị mang giùm em ha. 69.000 à, đẹp lắm. Rồi, áo đang mặc. Em còn một cái. Hàng tay dài này còn được ba bốn cái hết hàng luôn mấy bà chị á. Đẹp lắm luôn, áo tay dài giùm em. Bộ ngố để em xíu lên. Em lên cho bà chứ một cái mã bộ ngố nè. Đây. Áo tay dài 49.000. Cái loại này lên cổ tim nha mấy chị, bữa giờ về của vua quá trời luôn, nay về cổ tim cho mọi người nè, đẹp chưa? Đang bận đang mặc, cái quần này bán quá nhiều rồi gái ơi. Thì Tuấn Anh lên thông tin lần hai. Đây ba màu, Tuấn Anh lên thông tin lần ba, không lên thông tin em xả đơn. Rồi đây ba màu mấy chị ơi, 49.000 là còn mấy cái hết hàng rồi nha mấy bạn nha, chút lẹ. Áo trắng 99.000 cho trên vỏ luôn, rồi ok la luôn. Trời ơi, có cái này ghê luôn á trời. 99.000, rồi em lên mẫu này. Áo này co dạng mặt đã lắm mấy bà chị ơi. Bây giờ cho Phương Huệ còn mấy cái nó hết luôn nha Huệ ơi. Trời ơi, tao nói thiệt tao ngại bận mấy cái này ghê luôn, nó đẹp lắm mấy chị ơi. Thì mặc lên mà ngại giùm mấy chị thôi, chứ gì hết trơn á. Rồi, cũng giấy mới về hàng luôn. Nguyễn Phương lấy em hai cái quần chính tất có luôn em. Quần chính tất hai cái cho chị Lê Nguyễn Văn luôn. Tuấn Anh lên xả đơn bỏ lại giùm em ba cái áo đi anh. Trời hàng tâm có bán má ơi, bớt comment nhẹ nhảm nhảm giùm con này nha má ơi, thiệt luôn bà ơi, tôi chán bà ghê luôn á, bà mua hàng có đó tôi chết thiệt. Cái gì? Thì vô cảnh báo đi chứ để mất công à. Đây đem tay chào cho chị Ngọc Độ con cái nè. Áo có vàng nè mấy Chanel, áo có vàng nè. Mấy chị mua hàng mấy chị không cho tới điện thoại em quỳ lại mấy chị luôn thiệt. Áo nâu em hết rồi. Còn cái đen mà tình yêu lấy đen chút đen em nâu hết rồi nha. Áo 99 còn 3 em. Rồi ok luôn. Lên ngố mấy bà. Chị Lô Lan, chị Loan Nguyễn này biết nè. Ai mua hàng quần này em là biết à. Em bán
vậy chị? 40-60kg mặc thoải mái luôn ngố. Rồi 65.000 em về được 3 màu, màu đen, màu trắng và màu hồng. Vải ghiền luôn nhớ bà. Áo hồng, quần đen, áo đen, quần đen và áo hồng. Áo xanh là quần hồng nhớ bà luôn nè. Rồi em lên form nè. Bộ nơ sau lưng là 99.000 bộ giùm em. Nơ sau lưng 99.000. Nơ sau lưng 99.000. Cái này mấy chế đừng lo thiệt, mua vậy mấy chế mang rồi, chế ghiền là nhỏ duyên lấy ba bộ ngố nè. Quần nhà em bán mấy trăm cái mấy chị ơi, thiệt. Chắc phải cả ngàn có rồi mấy chế. Quần nó bán cả ngàn cái có luôn rồi mấy chị. Nhỏ duyên lấy ba bộ nè. Bộ này em nhớ. Còn là em trả hình sâu cho mọi người nha. Trời ơi, thiệt. Dễ thương quá luôn. Ngố hồng cho Đông Dương Hải nè. Em đang ôi cưng má ơi, nhức cái nắp luôn. Ok, nhỏ quy lấy ba bộ nè. Có 65.000 bộ ngố mấy chị ơi, 65.000 bộ ngố giùm em nha. Rẻ đẹp cho mọi người luôn. Trời ơi. Cái quần nè mấy chị, 40-60kg mặc vừa luôn. Chân váy chúa lên, chị cục cân ơi, chân váy chúa lên nha. Ba màu đi. Ừ, đúng rồi, nó có ba màu à. Bộ ngố cho bà Tiên La nè. Bộ này mặc đẹp lắm mấy chị ơi, yên tâm giùm em. Thời chất là tiết form nha mấy chị. Xanh luôn cho chị Hằng Ngô nè, ngó xanh cho chị Lê Giang nè, có 65.000 bộ mấy chứ ơi. Mẹ muốn chết. Tiên La 4 bộ nè, ok la luôn. Đẹp lắm mấy bà ơi, lên màu thì xin thoại giúp em. Chị nào mập mập mất mất thì lấy nguyên bộ ngố đen về mình mang cho thoải mái nha. Nha, ai mà mập mất mất á, mình sợ mình mặc vô đó mình bị bự con mọi người, thì mọi người lấy màu đen nè. In nãy giờ quá trời in luôn nè. Hết giấy quá. Đang in đó. Nhỏ Duyên nè, Đông Dương Hải nè, Tiên La nè. Được chưa? Một vòng trái đất nữa là nó quay vòng tròn nữa rồi, không in đường luôn nè. Báo lỗi rồi. Báo lỗi rồi. Cái máy này tao tức quá trời luôn á, nó giống như là muốn xi cà chảy rồi mấy bà. Tao tức cho chết á. Rồi ngó xanh ok chứ yêu rồi. Có xếp vét, có lượng có xếp gì thôi, để em tí nha. Lê Giang, Hằng Ngô, Thúy Hằng luôn, có luôn, Thúy Hoành có luôn, Lê Giang có rồi. Còn xếp vét cho bé Mèo ơi. Xếp vét nãy chị có một mẫu cái đẹp lắm luôn rồi, chị chị lên lại cho. Để mấy bà ơi, 65.000 bộ ngố giùm em mọi người. 65.000 nha, rồi em có 3 màu nè. Đó. Lâu lâu về ngố lại với bà thôi thì luôn á. 65.000 bộ mấy chế ơi. Mua mặt cho em ghiền 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 luôn. Ngố xanh chị Lê Giang có rồi luôn. Nè, 40-60kg luôn. Lên áo rút. Áo rút rảo gì vậy trời. Áo rút rảo gì nha bà. Chưa biết áo rút rảo gì luôn nè, đợi chút nè. Rồi hôm nay về 2 mẫu ngố. Rồi em lên xích vét. À em lên xích này đây, xích này đẹp nè. Bữa nay về màu mới nha chị em ơi. Bữa nay về màu mới nha, rẻ đẹp luôn. 89.000 đồng này về thêm màu cho mọi người nữa nè. Trời ơi, xếp tà ngắn tà dài chị em ơi. Xếp tà ngắn tà dài giùm em. Về được 3 màu. Bữa nay về được 3 màu luôn nha bà. Cái bộ về có một màu thôi, bữa nay về thêm 3 màu cho mọi người nè. Trời ơi, xếp này nó bao hết cho chị em mình luôn á. Dễ thương lắm. Quần là có túi nha mấy chị nha. Có 89.000 một bộ giùm em thôi. 89.000 em có 3 màu. Xếp áo, rút quần da, quần dài. À rồi, chị biết rồi, chị biết rồi. Đợi chút xíu chị lên cho. Đợi chị coi nằm ở khúc nào. Đợi chị coi nằm ở khúc nào nha. Nằm nó lộn xộn hàng quá. Rồi, bữa nay về 3 màu cho chị em mình luôn. Hơi bị hot. Mấy chị nhìn cái ren nè. Trời ơi, nhìn cái bèo nè. Hơi bị dễ thương nha. Đó, sơ mi tà ngắn tà dài đang hot giùm em luôn. Trời ơi, đã chưa, 40-60kg quần có túi nha chị. Ok, Tiên La. Áo nhăn hả? Áo nhăn chỉ còn mấy cái cũ rồi cô. Còn mấy cái mẫu cũ à. Áo nhăn không về mẫu mới nha. Có loại tay ngắn tay dài, có lộn có màu ấy thôi à cưng ơi. Rồi ai đó màu nào chút màu giùm em ấy chị. Hết giấy. Chốt em liền nha. À, chưa, pyjama của xe em chưa lên.
Đẹp quá mấy chị ơi nè, cái set này mới và hàng lại luôn, hơi bị hot. Chốt giùm em liền. Pyjama của xem chú lên bà ơi. 40-60kg mặc vừa giùm em luôn. Trời ơi trời. Set này là quá hot luôn mấy chị ơi. Nè, quên nữa, nó like set vest sao mà rớt lại mấy chị. Tao tức chết chiếc này thiệt. Chị em chụp màn hình em gửi anh bóc chị đi cưng. Áo nhan chị có đăng Facebook với em, thích mẫu nào chụp qua em chị nha. Giờ chị không lên áo nhan hay chị lên áo nhan. Xếp nu cho cẩm chi có. Nè xếp vé hồi nãy nè mấy chị, like còn rớt lại 1 ri nè. Trời ơi đúng đẹp luôn, có 99.000 thôi. Đó, đẹp xỉu chưa, vé có 99.000 thôi đó mấy bà. Siêu phẩm chưa. Set sơ mi ngố hiện tại là em còn mẫu này. Còn mẫu con gáo 95.000 đang sale cho mọi người thôi nè. 95.000. Em nói nó dễ thương muốn chết. 95.000 sơ mi con gáo cho mọi người nha. Rồi. Tiên la lấy 3 nè, có 3 màu mà đẹp lắm mấy bà chị ơi thiệt. Trời ơi, nhớ cái nắp chưa? 40-60kg mặc thoải mái giùm em luôn, màu trắng nữa nè mấy bà. 99.000 bộ nha mọi người. 99.000. Tiên la nè. 3 màu đen trắng và nâu. Đen trắng và nâu giùm em luôn. Áo màu nào mà chút màu kèm tính thoại giùm em. Để cho phụ mẹ nè. Đen trắng nâu mấy chứ ơi. Rừng xà nâu nè, đẹp quá. Cái này đẹp ghê. Trời ơi, nó cong mặt lên ghê luôn thiệt. Còn mấy bộ mấy bà. 99.000 bộ. 99.000 một set vest giùm em nha. Cái này là hàng của Kim Linh nè mọi người, đang hot quá trời luôn. Một cái chân váy xòe nha, thêm một cái áo nữa. Xinh chưa? Quá trời quá đất luôn, 99.000 kèm màu kèm số điện thoại giùm em. Có đơn cho mấy chị luôn, còn được hai màu đen với lại màu nu giùm em nha. Đen nu, đen nu. Set sơ mi trắng 89. Set sơ mi trắng 89 cho Nguyễn Mạnh Hoàng, ok tình yêu. Set sơ mi trắng quần nè, Nguyễn Mạnh Hoàng. Ngố gấu. Ngố gấu mẫu nào ta? Ngố gấu nào ta? Nó về nhiều mẫu ngố lắm bà ơi. Rồi bộ này em còn 3 màu nè. Nãy tôi vô lên cái này là cái áo gấu bà. Áo gấu với mọi người nha, 45.000, 49.000 chứ. Đây đây 49.000. Ôi lộn, áo này nhiêu ta? Áo này 45.000. Áo này 45.000 mấy chị em. Vậy thun giấy nha, 45.000 hai màu nu với lại màu trắng. 45.000. Set vest màu nâu em chốt cho chị Đỗ Hiền. Set vest màu nâu em chốt cho chị Nguyễn Hảo Nguyễn. Sơ mi kìa, sơ mi kìa. À rồi ok, set gấu cho bà Tiên La. Đây rồi, biết rồi má ơi, 95.000 phải không? Gấu 3 bộ cho Tiên La nè. Bộ này bao đẹp mấy chị ơi. Bán quà bán quỷ luôn. Set sơ mi gấu bao xinh cho mấy bà trẻ luôn. Rồi áo giùm em cho mọi người nha, 45.000. Áo gấu trắng nu chị Loan Nguyễn, 40-60kg mặc vừa giùm em. 40-60kg mặc vừa luôn. Áo gấu có màu đen nữa mấy chị. Áo gấu này có màu đen nữa nè mọi người. Có màu đen nữa, 3 màu cho mọi người nha. 45.000 mấy chị ơi. Nè, xinh xỉu luôn, 45.000 nha. Rồi ok chị, để em tí em lên cho chị. Áo gấu nu chị Đỗ Hiền luôn. Rồi xếp vest cho Phương Huệ, chị tự chưa đâu Huệ ơi. Tao biết gu mày mà Huệ. Tao biết mà. Còn bộ đen lấy luôn đi Huệ. Đẹp lắm. Màu đen dễ mặc. Rồi ok. Set 3 món 85 còn bé mèo. Quần chín tấc, chị mặc là có dài luôn em, 69.000 luôn á. Em lấy loại nào em lấy nha. Rồi ok, nhỏ duyên 3 áo quá. Rồi, áo gấu nè. 3 áo nè. Rồi gấu em còn mấy chứ ơi. Đồ Hiền có áo gấu nu luôn. Rồi còn hai cái trắng đen mấy chị. Còn hai cái trắng đen giùm em luôn. Đẹp lắm mấy bà ơi. Gấu còn nung trắng đen nha mọi người nha. Còn đủ màu luôn á chứ. Áo gấu 49.000 nè. Tiếp tục giùm em luôn, 45.000 chứ lộn. Ba áo nhiều chị. Nhân lên giùm chị đi cân. 45 nhân 3 là nhiêu? Là nhiêu má? Là nhiêu? Tao làm biến mấy máy tính rồi. Mày còn vô mày hỏi tao vậy đó thiệt luôn á. Mày biết tao ngu. Tao dốt toán rồi. Tao là học sinh giỏi toán rồi, mày còn hỏi tao câu đó, tao thiệt tao làm biến trả lời chứ bay. Chán ghê, có 45.000 ở đâu
mẹ ơi, tháng 45 ngàn mà chị kêu chị bớt nữa 3% mà cưng. Thật chết à, Nguyễn Mạnh Cường lấy áo quên, lấy cái quần lấy jean. 45 ngàn cái em ơi, 45 ngàn. Nghe rõ đó cưng, rẻ không? Rẻ phải không, chị biết mà, biết chị bán rẻ mà. Ai làm lại chị? Ai làm lại chị, chị bán 45 ngàn thôi. Chốt lẹ giùm em luôn, 45 nghìn nhá. Rất là xinh luôn bà ơi. Hai màu. Quá đỉnh của chớp rồi, không cần phải nói nhiều rồi. 45 ngàn còn hai em nha. Pyjama Trang ơi, trời ơi, mới lên luôn nè. Pyjama nơ nè mọi người, 99 ngàn. Cái mẫu đó có màu vàng, em màu vàng là mẫu khác á. Có đó người lấy nhìn bóng chị đi. Xét sơ mi gấu có mấy màu vậy chị? Xét sơ mi gấu hiện tại nhà em có 3 màu nha, 95 ngàn bộ bà ơi. Nè, có quần ngố giùm em nha. Rồi xanh nè, đen với hồng nha cưng, 95 ngàn. Phải thun giấy chị ơi. Xét 3 món 85 ngàn. Xám chị bận like trước nhé. Mà tôi like trước luôn hả mày? Sao khó quá vậy cưng? Rồi, xám like trước hết rồi cưng ơi. Tám lại trước hết rồi em. Rồi, sơ mi gấu hồng dược cho Châu Chiêu lên thông tin. Biết khách sáng mà, biết khách sáng nó cầm anh vậy á. Cầm anh cho vui á, cầm anh cho tôi vui á má ơi. Cầm anh cho có người hỏi cái mẫu đó. Buồn thiệt chứ. Rồi, còn hai màu thôi nha, xong hết luôn. Áo gấu, trắng đen 45 ngàn chung đơn bé Diễm, ok. Còn nhiều màu lắm má ơi, tao ghét lên cái set đó quá à, tổng lên nữa đâu quay ơi. Mày vô mày coi like tủ đi, còn đủ màu luôn hết cái màu em lựa thôi đó. Đâu rồi, áo gấu phải không? Áo gấu trắng đen, bây giờ còn nu trắng rồi gái ơi. Còn nu trắng hết đen rồi, cưng ơi nè. Rồi, sơ mi gấu hồng thì chị ấy có rồi luôn. Chị Dũng Thành ơi, em còn áo gấu nu rồi chị. Áo gấu trắng rồi, lấy màu nu rồi không chứ ơi, hết màu đen rồi cục cưng ơi. Lấy màu nu đi, màu nu mặc cũng dễ thương lắm nè. Màu nu mặc cũng dễ cưng lắm nha, còn cái một thôi lấy giùm em. Ok chưa? Rồi, chốt cho bà Như Trương một số giảm cân rồi, chốt rồi cục cưng. Rồi đây còn 3 bộ. Lộn, xích gấu đây còn 2 màu nè. Có 95 ngàn thôi nha mấy chị, 95 ngàn một set thôi. Bao gồm một cái áo và một cái quần ngố luôn nha, 95 ngàn nè. Bộ này mặc dễ thương lắm, em còn được 2 màu đó, ai lấy thì chốt em. Rồi, tiếp tục luôn. Rồi lên tiếp đi rồi. Xích rút áo tay dài nè. Lên xếp quần dài đi chị, xếp quần dài chị lên một mẫu luôn cơm. Áo kiểu đi chị, rồi tao lên cái set này. Mỗi đứa một ý tao lên set này. Rồi, set này bán nhiêu ta? Siêu phẩm á chị ơi, 119 ngàn. 115 hả? 115 ngàn một bộ nha mọi người nha, hơi bị đẹp luôn. Để em lên xếp này cho bà gái coi nè. Hôm nay đúng rồi, quá rẻ thiệt luôn á. Nè, áo khoác nè, em nói với chị rồi. Hết cái mẫu cái tim rồi, lấy cái này đi, đẹp lắm, mấy bà không tin tôi. Cái áo khoác Mickey nó hết trái tim rồi mọi người, nó thiêu. Thay vì cái này là trái tim nè, giờ mấy bà lấy cái đầu của Mickey đi nha mấy bà nha. Nè, cái đầu Mickey cho em đi mọi người. Vải rất là dày luôn, vải y chang cái vải kia cho mấy bà chế mua gì đó, y vậy đó, không khác gì đó. Xét quần đùi, áo vest đi chị, tôi mới lên xong luôn á. Tính ra là mới lên cái mẫu có xong luôn nha bà. Nè, pyjama cổ sen nè, còn một bộ nè, 99 trăm. Ủa, nè 99 ngàn. 99 ngàn, pyjama cổ sen, còn một bộ màu LV, màu trắng luôn, dễ mang, dễ bận luôn. Lên set áo rút, quần dài. Rồi biết rồi, Xuân Thi đợi chút xíu lên cho. Nè, áo khoác cho mọi người nha, 69 ngàn cái, em chơi rẻ bèo. Cái này làm đâu mất tiêu rồi ta. Cái này không 99 cổ sen cho chị Thùy Nguyễn.
99 cổ xe cho Thùy Nguyễn nè. Rồi ơi má ơi, bộ này còn bộ à, bán tặng chị em mình 69 ngàn luôn, ba món nè, bà nội hốt nhanh tay lại chân em. Rẻ không xỉ với chị, rẻ không xỉ bộ này nha, xếp ba món nè, 69 ngàn bà đồng hốt giùm tôi luôn đi. Rồi lên xếp rút. Xếp rút nè. Rồi lên lên cái quần rút sau nha. Chất
mê luôn á. Cái chất nó mát mà nó dạng nó mới chết, mà nó ôm sát người mình luôn nè, đẹp ghê ha. Với lại cái này mới chế cái nhận chị nào mà bụng to, mọi người kéo xuống nè, nó tạo điểm nhấn ở phần này nào mới chế, nhìn cái bụng nó nhỏ hơn ha. Rồi lên quần rút luôn đi chị hả? Chị lên quần rút luôn em, chị lên quần rút luôn cho khách luôn á nè. Còn như này màu hoa xanh, đen, cam với lại màu hồng, đẹp lắm mọi người ơi, đẹp quá luôn. Ly Hương sao mới đeo cái hàng vậy? Thế em đeo cho bé mèo, quá đẹp. 85.000 bộ thôi. Rồi ok, ai chung đơn nha, ai báo em nha. Rồi còn áo tay dài đen không? Còn áo tay dài đen là áo nào nhờ? Áo dài đen là áo nào nhờ? Bữa nay tôi bà cái áo này đẹp lắm, mấy bà đợi xíu đem lên cho coi. Rồi xếp kiểu này còn được 3 set nè, đủ cho Phương Huệ nè. Cái này mà không lấy là thôi đó, rất là phí luôn mọi người, rất là phí luôn. Xăm chị Hằng Ngô nè, em nói cái vải nó đẹp lắm mọi người ơi. Còn cái hai bộ em hết hàng luôn. Áo dây đen không? Dạ hết áo dây đen chị. Ủa vậy hả, chưa tối nữa hả? À chắc ngày mai á. Em cứ cọc tiền thì em lựa hàng thôi chứ gì đâu mà lựa, hay là ấy gì. Rồi ok, được mà, trời ơi đâu bắt buộc mấy bà. Mấy bà lấy một lần một, lần hai, lần thứ ba mấy bà được dùng một tuần rồi. Một tuần em sẽ đi đơn cho bà một được một lần. Tại vì cho mấy bà bán, cho mấy bà chạy hàng nữa. Đẹp ghê luôn, còn xanh. Rồi như Nguyễn Diệu có hai màu rồi. Bây giờ em còn xanh với cam, em hết. Cam đẹp lắm. Cam còn có hai bộ thôi nha mọi người nha. Sách triệu này em còn nè. Bây giờ mang tay dài đi bà. Đợi chút cho tôi lên cái vùng rút để cho khách cái đã. Nè, vùng em ghi cho chị Diệp nè. Ai ghi chứ? Quần rút đợt này về giá rẻ chị ơi. Quần rút này về giá rẻ lắm. Quần rút đợt này về có 49. Ủa? Đợt rút này về có 55.000 thôi. Đợt hộp 59.000 này về có 55.000 thôi mọi người. Cọc là trang nó cho dồn mà. Dễ chịu lắm ha ha. Đúng rồi. Ok bà. Quần rút tôi hai ri chưa? Nè má ơi, ai biết đâu bà. Đợt này về giá rẻ với chị em, đợt này về giá rẻ nha. Ok, tiên la thêm xanh nha, ok chị Hằng Ngô. Đẹp quá à. SML mấy chị, đợt này về giá rẻ nè, rút hai bên giùm em nha. Giá lẻ có 55.000 một cái quần giùm em thôi mấy bà. 3 size SML mọi người nha, 3 size SML. Nhớ giùm em kèm size nha mọi người. Lan Anh quần rút 1 ri nè. Chị lấy 10 quần rút, chị thêm 1 ri nữa là 3 ri cho chị Diệp nè. Paris chị Diệp nè, hân hân một ri luôn. Quần rút 54kg cho bà Trương Thanh May nè. Quần này bữa em về nhiều lắm rồi mấy bà ơi, nên em không dám về thêm. Rồi chị ráng về thêm nhiều kiểu mẫu xin dài, trời ơi trời. Rồi ok, nhỏ Duyên một ri có, nhân tiệm Ly Hương một ri có luôn. Đợt này em về cái lô này ít hơn á, mọi người đọc trước hả. Mấy thứ mấy ri được rồi. Mấy ri. Lắm mấy chứ ơi, yên tâm. Rồi lấy cái size bao nhiêu vậy Trang? Em lấy cho bà L. Ok luôn, nhân tiện có 1 ri rồi chế. Hả? Lấy thêm. Là hai bộ xanh nha chị, nhớ giùm em nha. Cái hồi hàng tới kêu em lấy cái một bộ là em chết. Hả? Phi Nguyễn lấy rút. Ủa là sao? Phi Nguyễn lấy rút M. Ok, chị Thùy Nguyễn đã rút M rồi. Đây, Thùy Nguyễn nhiều nha chị ơi, ngân lụa em lựa thêm cọc tiền. Thùy Nguyễn lấy L 55.000. Chị ơi, chị mới mua hàng bên em là 5 sản phẩm, chị cọc giúp em nha chị. Để mình lựa thêm nha, còn không chị ơi, em gửi như đó thôi. Để tránh trường hợp. Cho em 2 bộ chị mang nha. Rồi, đúng 2 bộ đúng không? Mai cọc lại giùm chị nha Ly Hương ơi. Bây giờ quần em còn S Ngọc Liễu, quần S. Dạ rồi ok chị. Hồ Ngọc Trung còn có một cái S1 với chị em, một cái S1 duy nhất nha, một cái S cuối cùng luôn. Tại em lên áo xỉu, em nói em lên cái con áo này là chấn động địa cầu luôn, không có dinh dưỡng mấy chị em mình. Đợi xíu nha.
đi chị ơi. Ê, quần ngủ em còn đủ size chứ bà nha, 105 còn đủ size nè, 105 ngàn cả chị, quần ngủ chất co dạng luôn nha, 105 ngàn, hàng này hàng xịn mấy chị, hàng shop luôn à. Chị nào mà thích mặc gu mà gọi là gu bận mà hàng xịn, hàng shop mà đẹp luôn á là lấy cái loại này nha, 105 ngàn à nha, đẹp lắm. Rồi hai ri rút Phương Huệ hết rồi. Huệ ơi, comment chậm quá vậy, quần còn ép ra mấy chị. Để lát hồi đó chị coi coi còn lọt cái nào không, chị chùa cho. Hả? Ủa nãy em quăng cái M qua mà anh, coi coi chừng lộn sai á. Rồi lên áo kiểu với chị em ơi, con này đỉnh lắm nè, mấy bạn tập trung chuyên môn nha. Xét để em tí xíu ra nhà em nhiều xét lắm. Ok. 54 kg. Rồi ok. Rồi ok bác Phương. Thì Đỗ Hiền nó lấy size nhiêu? Quần riêng ngó size L chị Đỗ Hiền có luôn. Đổ lại đi anh. Bộ áo em nhớ nhiều lắm mà ta, hôm nay còn có vậy. Chắc còn á, bây giờ chốt hai đi thì chốt đi, xong rồi lát chốt lại trong ri đó đi. Bé Phương lấy quần size S không em, ok em. Rồi xong rồi em lên thể thao mọi người nha. Em lên thể thao quần dài. Nè áo dáng dài luôn chị em, 52 ngàn. Trời ơi trời, đợt này về phải đẹp lắm mấy chị ơi nè. Màu nè, nâu trắng hồng đen và xanh. Nâu trắng hồng đen và xanh giùm em mọi người. Đẹp ha. Trời ơi, dáng dài chị em mình luôn khỏi lo nha. Mua về là cứ chọc luôn là vừa thôi. Bé Phương vẫn còn đang mang. Áo quá đỉnh luôn, 52 ngàn mấy chị ơi, màu kịp số điện thoại giùm em. Tiên La, ở Tiên La lấy 3 cái hả? Tiên La 3 cái nè. Ok. Áo có mút ngực không em? Dạ không chị. Đủ màu thêm nu cho Lan Anh. Áo này biết nằm ở đâu rồi còn á. Áo này nè, còn ở lai trong lá hổ lòi ra nữa, nó xỉu quá. Dáng dài nữa, chị phụng cho ta lấy cái gì comment lại giùm em.
em còn nâu với lại đen thôi, chị ơi đổi màu em, chị đang không đọc tên đổi màu em nha. Xách vét cổ ren, trời xách vét cổ ren là cơm lát chị lên cho đẹp lắm, nâu cho bon bon đắng có rồi, còn nâu đen với chị, em nói cái vải mấy chị nhìn cái mạc coi là mấy chị thấy nó xịn sò luôn mọi người, thấy nó xịn sò từ cái mạc luôn á. Nè có cái áo này dày cuốn cùi cùi chưa, đẹp lắm. Áo đen cho chị Ngọc Ngọc đỏ nè, áo nâu cho Khánh Linh nè, thêm nâu tặng ba hết, hết nâu hết nâu hết nâu nha. Bây giờ còn đen, nhớ tụt nhớ thêm cho tôi và Tiên La thêm gì vậy, và Tiên La và Tiên La thêm ba cái đúng không, rồi ok rồi, của bà là nhiều đúng không, đủ mà sao mình thêm ba cái đúng không, rồi ok. Vậy còn áo đen thôi nha, còn áo đen lấy đen chút đen em, Tiên La thêm ba rồi quăng tặng cái đen chút đi, đá vào quăng thêm cho bạn bên kia kìa, còn áo đen đó rồi, còn áo đen hãy lấy đen chút đen em. Rồi Đỗ Hiền ơi, em mất thông tin là của bà rồi sao, em xin lỗi á bà, bà cho em đặt thông tin đi nha. Hả à, vậy là khách cũ hả, trời cái này con tay ngắn mới rồi, đẹp quá trời hả, đây cho cụ kata luôn. Ok về chị lựa đi nha chị nha, hãy cho chị lựa thêm 5 thúc, ôi lựa 2 tất cả thôi nha chứ, mà chứ con gì các bạn cặp cho em rồi. Trời áo này còn nữa hả, trời ơi cái áo này like hoài còn hoài luôn nè người. Anh like còn hoài ngắn nha, lên bộ ok chị lấy thì lên bộ cho em ngắn 5 cho bà Tiên La nè. Đợt này về áo đẹp ghê luôn á, xanh đen rêu trắng và nâu, mỗi màu hai cái luôn, một ri là mỗi màu hai cái luôn, rất là đẹp mấy chị ơi. Đợt này về đều màu ha, rồi rẻ siêu sinh luôn mấy chị, 40 như ta 49 ngàn, tay ngắn 49 giùm em luôn mọi người ơi, tay ngắn đợt này 49 luôn thôi, để 45 đi mà mệt quá hết rồi bà chị Hằng Ngô, em hết quần rồi chứ, quần đang mặc hết rồi. Rồi 45.000 luôn nha mọi người nha, tay ngắn giùm em, tay ngắn với chị màu nè, đẹp lắm luôn, màu xinh thoại giùm em luôn. Áo đang mặc không có sai, quần nó mặc em hết. Rồi 45.000. Này tay ngắn em để cho bà chế giá rẻ thôi, chứ bà chế mang nè ha. Rồi áo tay ngắn, cái con này mấy chị về mặc chung quần ngố cho em là hết bài nha. Tay ngắn đủ màu chị Việt nè, em nói cáo tay ngắn này dễ thương mấy chị nè, nhìn cái phần nó giống như là một cái áo bên trong, xong rồi mặc áo khoác ngắn ngắn bên ngoài mấy chị thấy không, rất là xinh luôn. Rồi 45.000 luôn, chị Diệp đủ màu nè, quá đẹp thiệt luôn. Máy bán cái này ngại quá mọi người, hơi tại nó dễ mặc quá mà nó dễ thương quá trời luôn á. Rồi chị Hằng Ngô áo đen có áo lộn, chị Hằng Ngô áo đen đúng rồi, 45.000 nhân tiệm 3 màu về hồng, bữa nay về đẹp ghê không, nhân tiệm 3 màu trắng đang màu đang mặc màu lạ, rồi màu nu và màu đen, 45.000 một áo nha mọi người, quần đang mặc em hết rồi nè, để em coi coi lát em lên sách sơ mi cổ ren mọi người luôn, rất là đẹp nè, màu trắng nè mấy chị ơi, xinh quá luôn. Đây em còn như này màu thôi, tay ngắn nha mấy chị đẹp nha, dễ mang dễ bận chưa. Ok Nguyễn Thị Tuyết Nhi theo đủ màu đi bà, ok nè, còn đủ màu còn ba cái nè, rồi áo còn trắng, rồi lên bộ tâm già chua chua em ơi, Ly Hương còn ba nè, Ly Hương còn hai cái hết hàng. Thôi đợi chút xíu nha, cái bộ len đủ màu á, cái bộ len tâm á, quần dài đợi chút xíu nha, chị lên cái bộ này trước đi. Ủa bà coi màu nè, bộ này chấn động mới rồi. Rồi ok, Trương Thanh Mai một áo nâu có, pyjama tay dài không chị có em, đợi chút xíu chị lên cho cơm, chị lên cái bộ này trước rồi đã nè, năm bộ là năm màu như vậy luôn nhé bà nha, hàng Quảng Châu giùm em luôn á chị ơi, 99.000. Trời ơi có lộn giá không vậy, ủa cô em biết có lộn giá không nha mấy chị nha, chứ nó rẻ dữ lắm mấy chị ơi, trời trời 99.000, vải bu rip xịn sò luôn, có túi, quần có túi, có bo ấm cho mấy chị luôn, hàng thiêu. Trời ơi trời, 99.000 một bộ. Chân váy em chú về cái ơi ngày mai giùm em nha.
màu xanh, màu nu, màu đen và màu hồng. Em nói năm màu một cục thì nó chị có màu nó xuất sắc chưa? Màu xuất sắc xuất thần chưa? Có 99.000 một bộ thôi. Trời ơi trời, không tin luôn nha mấy chị. Cái hàng này như bình thường nha, áo tay ngắn vậy nè mấy bà, toàn là bán 105 hoặc là 109 không à. Bộ này 99.000, không tin được cái vải nè mọi người. Trời ơi, nó dày cuôn cùi giùm em luôn. Em lên cái form nha mấy chị nha. Trời ơi, đẹp quá vậy. Quần có túi luôn nè mấy bà chị ơi. Ôi, đẹp quá vậy. Áo đang bận toàn màu đang mang luôn, chị Mai lên lấy cho em. Bộ đang mang còn màu đang mang luôn nào, gãy chốt nha bà gái ơi, 99.000 bộ quần dài nè. Rồi ok chị Hằng Ngô nè, màu lạ cho chị Tiến Thu nè. Bô rip, vải bô rip xịn luôn nha mấy gái, bộ này vải bô rip xịn nha. Ok, Trương Thanh Mai có áo màu nung rồi chị. Ủa, còn cái màu lạ à, còn cái màu lạ thôi nha. Còn cái màu lạ cho bà gái Tiến Thư, Tiến Thu á. Trời, em không tin cái bộ này 99.000 luôn chị em ơi. Rồi, cuối cùng. Áo đen 52k nha. Áo đen 52.000 là áo đen gì vậy? Có luôn chị ơi, áo đen 52.000 có luôn chị. Trời, em nói bộ này siêu phẳng. 99.000, thể thao giùm em. Thể thao mọi người. Bán giá quá hồi chị em, luôn 3 cái 3 màu kìa, Lý Hương kìa. Rồi, ok luôn. Rồi em lên màu áo đen. Rồi đâu rồi, ai lấy bộ em đang bận đây. Rồi em lên màu nha, thun bô rip luôn, rêu với xanh đi chị Hằng Ngô nè. 99.000 đó chị ơi, đẹp lắm mấy bà ơi. Rồi chị có lấy bộ em đang mặc không vậy chị? Chị Hằng Ngô lấy bộ đang mang báo em lại nha, coi chừng nó lộn chị đẹp, coi chừng nó lộn chế nè chế ơi. Trời ơi, xếp thể thao mọi người ơi, cái con này là con phơm lợn nha mọi người, không phải rớp tớp ngắn ngủn nha, mà cũng không phải là dáng dài luôn nha mọi người. Cái này phơm lợn giùm em luôn, đẹp lắm, xinh chưa? Có 99.000 bộ hà, hàng bu rip với chị. Trời, em nói thiệt cái tấp ghê luôn á. Cái này bình thường em bán 89.000 là trời, nói gian nữa là tôi chết liền nè. Tôi nói bà nghe, tôi tấp quá trời. Cái sách anh của anh Lục, anh em cái sách ngố anh, cái sách ngố Quảng Châu của anh Lục, anh cái sách ngố Quảng Châu bên đây anh đã mất tiêu rồi. Hello chị Kim Thị Ngọc Trang đâu rồi? Trời ơi, cái sách ngố này bình thường em bán 95.000 rồi nè mấy bà ơi. Cái sách này em bán có giá rẻ quá trời. Ê Lục thì mấy em ơi không thấy má ơi, ngố nằm bên đó, cái ngố nằm bên đây không? Đây nào, đợi đúng rồi, chồng ra rút, anh nhấc chồng ra là thấy liền luôn. Có bộ set rút quần đùi lên bộ. Ừ nè, em bán bộ này là 95.000 rồi nè mấy chị. Hàng Quảng Châu á mọi người, em bán 95.000 rồi nè. Thấy không, mà cái bộ này em bán có 99.000 thôi, em cúng rẻ luôn má ơi. 40-60kg mặc vừa luôn. Nè, bộ này em bán 95.000 rồi nè, hàng Quảng Châu nè. Chị nào mà thích mà mặc theo kiểu mà hàng vải mặc mát lạnh đến tầng tâm can rồi hốt em này về liền nha. 95.000 tiền nào của đó chị, mua về mặc mát rồi. Em bao vải nha, cái này em bao vải cho mọi người mặc luôn, thoải mái giùm em. Cái loại này em nói loại đó nè, hàng nào nói hàng đó nè, hàng này hàng xốp xịn mịn sang lắm. Mấy chị mặc phơm 60kg mặc thoải mái luôn. Để xếp vét quần đùi đi chị, từ từ bấy rồi, từ từ bình tĩnh bình tĩnh. Xếp vét đây về quá trời luôn, nãy giờ lên mấy mẫu rớt là biến lên quá. Em đang mặc là nguyên set nha mọi người ơi, em đang mặc là nguyên set luôn. Rồi nè, ai hỏi em ngố nè mọi người, 95.000 đồng giá. Ngố vàng nè, ngố vàng 95. Rồi ngố loan 95 luôn. Ngố vàng 95, ngố loan 95 này có cái quần nữa nha mấy chị. Ngố vàng 95, ngố loan 95 giùm em. Vàng 95, loan 95. Ai lấy được em cần em màu em tính hỏi luôn. Rồi ok. Ngày nào không dạy mấy bà ơi, ngày nào không ra tới giờ này mà hỏi gì câu gì. Nói vậy là không biết là fan cứng rồi đó, biết vậy là không biết, không phải là fan cứng rồi đó. Hỏi câu hỏi là biết không phải fan em rồi đó.
chứ ngày nào em cũng like tới giờ này nha bà ơi. Rồi ok chưa, ai lấy màu nào chốt em luôn nè, còn có 3-4 màu thôi. Trời ơi cái bộ này em thích quá trời, đẹp ơi là đẹp luôn. Rồi vàng 95 thì Thúy Huỳnh, vàng 95 thì Thúy Huỳnh nè. Giờ chị nói nhiều lắm rồi hả, phải không Thúy Hằng ngưng lụa em chị ơi, không chốt nữa chứ, ngày mai cặp đi chốt chứ nha. Rồi xếp ren nè mọi người ơi. Rồi pyjama tay dài cái nào cũng nằm ở đâu rồi mình lên, cái là đợi chút xíu được không, đợi chút xíu được không. Chấn động địa cầu chưa?
Rồi còn hai màu. Ta thích vét chút vét kèm xin hỏi giùm em. Chị hả? Đâu đâu đâu, cái livestream màu đi không đâu rồi. Không đâu vì quá đâu. Đâu đâu lắm đâu. Áo kiểu hả? Đợi xíu đem lên cái set này đi, đem lên áo kiểu cho dễ. Sáng mai em live tiếp cho mấy bạn nha. Sáng mai nha mấy giờ ta? Sáng mai là 12 giờ em sẽ lên với mấy bà nhé. Sẽ thì rất là đẹp luôn. Set caro siêu hot. Có đâu đâu mấy chị, làm đẹp mà chịu khó xíu. Trời ơi đâu 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 có một ngày thôi mà đẹp cả đời mấy chị ơi. Thiệt em bình thường đó mọi người ơi, thiệt đâu có một ngày à mà đẹp đẹp tới cả đời lận. Có đâu ngại mấy chị, 92.000 một set cho em nha mọi người, set hot girl dễ rồi. Tôi phải ngồi rồi, tôi bắt kìm nó nổi rồi. Rồi đây tôi có tâm cho mọi người nè. Tôi có tâm cho nó gọn gọn hàng thôi. Tôi có tâm giá như tiền á. Má trên nó rống xỉu luôn á. Ở đây tôi lên cái bộ này mà tôi không bán được là tôi buồn lắm nha mấy bà nha. Thiệt luôn á, bộ này bán tới 92.000. Chứ có màu gì luôn á trời. Tâm kèm hờn nè, chị em ơi, một màu duy nhất hả? Đen nè, xin qua em có ngồi. Đây nè, lên siêu phẩm cho mấy chị nè, em mệt quá giờ cho em ngồi đi nha. Ok chị, set hot girl, rất là say luôn mọi người ơi, thiệt. Tầm này mà ai mặc cái này lên không sang trời. Quá đẹp luôn mấy chị nè, dây kéo ngay ngực nè mọi người. Đẹp lắm luôn nè, thích mặc hở đây nè. Thấy không? Mấy màu rút kem em 3 màu đi. 4 màu, bộ tâm 4 màu. Kem hộp cho chị em mình luôn. Tâm 4 màu kem hộp. Siêu phẩm luôn. Nâu nữa hả? Rồi ok, sách đang mang cho bà Tiên Hoa. Từ để chốt lại trước đã. Sách đang mặc nè. Chị Diệp 5 set, sách này 92.000 giá lẻ giùm em mọi người nha. Rất là đẹp luôn, hàng hot girl chuẩn shop. Nhận vàng về mà không mê thì thôi luôn á. Dạ không, xấu không vừa đâu vậy. Đẹp lắm rồi, tôi còn lấy tôi bận một cái mang mà mọi người. Cái vải áo thì cái bà luôn là chuẩn hàng shop luôn, em không ngờ nó đẹp vậy luôn đó mấy bà. Em không tin là nó đẹp vậy luôn, có túi luôn nè. Đẹp lắm. Xem đang mặc cực kỳ đẹp luôn. 65kg mặc vừa nha. Có lộn, 60kg đồ lại nè. Đẹp ghê luôn á trời, không tin đẹp vậy luôn á mọi người ơi. Xếp tâm để em xíu lên cho. Chị Diệp 5 set nè. Ok, bé Phương 2 bộ nè. Tiên La 3 bộ nè. $92.000 một bộ thôi mấy chị ơi. Quá xịn luôn. Ok, hân hân. Nhỏ duyên 2. Xuyên đặng 3. Bé Phương thêm 1. Bé Phương thêm 1. Ly Hương. Ly Hương 3. Cánh lên sách caro 92.000. Ok, lên bộ len tâm. Rồi ra giờ em đặt hộp nè mọi người. Giờ em đặt hộp nè. Chia sẻ cho thầy đi. Nha, chia sẻ cho thầy đi mấy đứa ơi. Trời ơi, con kỳ hẩm đây nó lựa hàng nó chán đời quá. Cái hàng đẹp quá trời đẹp luôn, nó lựa hàng nó cười quá. Ok, bye bye em đi ngủ, ngủ ngon nha cục cưng nha. Nha, ngủ ngon đừng có hối hận. Tới màn đặt hộp mấy bà ơi, vô em lẹ em đặt hộp mấy chị ơi. Vô lẹ em đặt hộp mấy chị ơi, siêu phẩm trình làng. Vô lẹ em đặt hộp nha quý vị. Mã
má chưa đập bể hộp rồi. Xu dữ trời nè. Vô lẹ mấy trang đập hộp nè mọi người. Rất rất đẹp luôn. Giá nhiêu vậy má? Chưa có một ai tỏ hết trơn hết trọi luôn. Rồi ok. Đặt hộp set len Quảng Châu ngoài thị trường đang bán 170.000 một set. Ở đây em bán cho mọi người cái set len Quảng Châu chớp co dạng. Đẹp chưa ạ? Rất đẹp luôn. Đây mọi người ơi, ghiền không ạ? Quá ghiền chưa ạ? Em bán bộ này cho bà chị xỉu, ấp xỉu đao 4 màu. Đập hộp giùm em nha mọi người. Nâu tay đen, màu hồng và màu hồng đất. Bao nhiêu tiền? Tay dài giùm em luôn nha mấy bà nha. Chia sẻ lên giùm em đi mấy bà. Em đập hộp đem phi với bà luôn đây, hàng đỉnh nha. Một bộ giá 89.000. Không đẹp không ăn tiền nha quý vị. Không đẹp không dám lấy tiền quý vị luôn. 89.000 giùm em nha. Cái chất nè. Được chưa? Nguyên một set luôn. Bộ tay dài quần dài nha, 89.000 kèm hộp như thế này giùm em nha mọi người nha. Bốn bộ này là sẽ không có hộp, tại vì em mở ra cho mọi người có cái form. Được chưa? 89.000 kèm hộp giùm em. Má ơi coi nè, bộ quần dài cho mọi người, bộ quần dài nha, 89.000, chấn động luôn quý vị. Em chỉ áp dụng cho những chị đẹp có chia sẻ đêm nay thôi mọi người nha, còn không chia sẻ em không chốt, buồn ráng chịu nha. Chị Thanh Thảo chia sẻ cho em liền, em bán 89.000. Em bao giá toàn Facebook luôn. Em bao giá toàn Facebook cho mấy chị đẹp của mình nha. Chị Diệp 5 bộ. Chị Diệp 5 bộ á. Em quăng thiếu quá bà ơi. Đây nè. Rồi chốt lẹ cho em liền nha. Nè, màu hồng nâu, màu hồng nó biết chốt em hồng đất nè. Màu nâu tây nè. Màu hồng nè. Và màu đen 89.000. Chốt lẻ giùm em liền nha. Không có thể nào khúc này mà không ai làm lại em rồi. Nhớ giùm em áp dụng chia sẻ livestream 89.000, không đẹp không lấy tiền nha quý vị. Thanh Thảo nè, chia sẻ giùm em luôn 89.000 màu đen nè. Màu đen ít lắm á. Nhưng màu đen ít lắm á chứ ơi, không có đủ đen đâu mọi người. Đen Thu Thảo nè. Thu Huyền, chốt đủ màu trước nha em ơi. Rất là xinh luôn mấy chị ơi, mấy thiệt luôn á. Bốn bộ bốn màu Thu Hiền nè. Ok luôn. Tiên la lấy bốn bộ bốn màu nè. Cái này mấy bà chế không lấy, mấy bà chế tiếc lắm lắm luôn mọi người ơi. Nó rất là đẹp. Nó rất rất là đẹp chị em ơi. 89.000. Hôm nay lẹ của em buồn quá à mấy chị. Hàng đẹp quá trời luôn, lẹ không thua buồn xỉu. Nâu tay cho Nguyễn Hiền thiệt. Hôm nay mấy chị lẹ em buồn quá. Ly Hương 4. Ly Hương 4, cái này là Xuân Hạ Xuân Đông, mấy chị mặc cũng được hết á. Vải của nó vừa phải thôi, không quá dày nha mấy chị em nha. Không quá dày mấy chị ơi, đẹp lắm. Ai mà nhanh tay là còn đủ màu, chậm tay hết màu gắn chịu nè. Đâu tay đâu rồi nè. Ly Hương còn 3 nè. Phương Huệ còn 3 nè. Chậm là hết màu nha mọi người, chậm là hết màu. Giá 89.000 bộ tay dài giùm em nha. Xuyên đặng bây giờ lấy đủ màu em ơi, giờ không có được lựa rồi gái ơi. Không còn đủ màu cho khách đâu em. Thiệt luôn á, giờ buồn tao chịu mày ơi. Nè cái này cho khuôn khỏe một bộ nè. Hết màu đen rồi. Rồi bốn màu nè. Hàng này chị không có bán luôn á thiệt. Nhân tiệm lấy 3 nè. 89.000 một bộ giùm em nha mọi người nha. 89.000. Ai lấy màu nào là cứ lên màu giùm em mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn nè. Ok nè. Nhỏ duyên 3 nè. Nhân tiệm 3, nhỏ duyên 3. Ai comment trước thì còn màu mình thích nha mọi người. Comment sau lát hết màu gắn chịu. Thiệt luôn á. Yến Linh, Yến Nhi Hồng Đất nè. Yến Nhi Hồng Đất có nè. Nâu tay chị Đông Dương Khải có nè. Rồi chị cho em xem bộ ren. Dạ rồi để em coi cho lại đi chị. Huyền Nguyễn có nâu tay chưa? Nguyễn Huyền vậy nè. Nguyễn Huyền có nâu tay của em ơi, nhân tiệm có rồi. Dạ chị ơi, bộ len tâm này chị 89.000 nha chị đẹp nha. 89.000 bộ, vải dạng lắm chứ ơi nè. Vải bao đã luôn. Đây,
ba màu, bốn màu giùm em luôn. Trời ơi, 89 ngàn ngày hôm nay cho mấy bà nè. Xỉu giùm em luôn, 89 ngàn. Nhân tiệm có rồi. Hết ren, hết đen rồi em ơi. À có rồi, Ly Hương có một bộ đen rồi. Rồi, vest cổ ren màu nâu cho chị Dung Dung. Vest cổ ren màu nâu chị Dung Dung nè, 105 ngàn mới chết. Sang lắm luôn, quần có túi giùm em nha. Mấy cái này mấy chế mang cho em là ghiền luôn. Mấy bữa nữa nè, vô hàng ngô lấy hàng nâu cái này hồng đất. Rồi còn đen mấy chị ơi, còn đen nè mọi người nè. Còn đen nằm hôm nay. Ai chưa có đen chút đen thêm nè mấy chị. Ai chưa có đen chút đen thêm nè. Rồi ok. Rồi chị hàng ngô nâu tây với lại hồng đất nè. Chị ơi bây giờ còn hai bộ không hợp nha chị. Mấy con em ship ở trong cái hộp quá à, để em ship đẹp cho chị nha. Chứ em hết rồi nè, chị hàng ngô nè. Ok luôn. Hết hồng đất mọi người ơi. 89 ngàn giùm em một bộ thôi nha. Sếp đang mang hả, sếp đang mang vải đẹp mà hết luôn rồi cơm. Sếp đang mang chị hết rồi, sếp hóc gơ này hết rồi. Rồi sếp đang mang hết rồi mấy bà chế ơi. Em qua mẫu mấy bà. Em lên cái bộ này cho mọi người coi, đẹp lắm luôn mấy bà ơi. Trời, có 89 ngàn mấy mày ơi. Biết về được nhiêu cái rồi, chắc nó cỡ chừng 30 cái chứ nhiêu đâu. Hết nâu tay luôn Phương Huệ ơi. Chị Hằng Ngô nó lấy hồng chứ đen mà. Hết nâu rồi mọi người ơi. Em còn hồng với lại đen thôi mấy bà ơi, có 89 ngàn à mấy bà chế ơi. Không có nghe lộn vé đó nha mọi người nha. Trời ơi em ngại cái bộ này ghê quá. Nhìn một cái là biết đẹp xỉu luôn. Ê nâu tay còn một nè. Ở lộn hồng chứ lộn hồng đất còn một nè. Chị Hằng Ngô là hai bộ màu gì vậy? Đen với nâu mà đúng không? Nâu với hồng đất à. Rồi ok. Còn một bộ hồng đất mấy chị, còn một bộ hồng đất. Còn đen và màu em đang mặc nha. Trời ơi rẻ lắm mấy chị ơi, thật sự luôn á. Rồi còn đen bỏ cho em đi. Ok tôi Huyền một thêm một bộ đen nè. Ba màu nha mọi người nha, em còn ba màu. Ê nâu tay hồng nè. Đổi em đi, đổi cho em đi. Cho chị xem xếp vest ren của đen nè. Hồng đất em còn một nè mọi người. Bộ đen đang mang có 89 ngàn thôi nha mọi người nha. 89 ngàn mấy bà chế ơi. Quần nè, áo giùm em luôn. Trời đẹp quá. Đen còn một. Rồi siêu phẩm luôn. Pyjama phải không? Ôi lộn, cái gì xếp ren phải không? Đây 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 đây. Xếp ren màu đen. Cái này mặc sang lắm mấy chị ơi, sắp tới vô mùa của nó rồi mấy bà. Cái này lên form là xỉu bóc xỉu đau liền. Đây đây đây, màu đen nè. Má ơi, xuất sắc một cuộc tình luôn á trời nè. Quần có túi cho em luôn nha mấy chị. 105 ngàn. Bộ vest 105. Ai lấy vest 105, chút vest 105 giùm em luôn. Vest 105 mọi người nha. Gì? Bộ đâu đó em trả lại cho anh đó anh. Ok, Trương Thanh Mai lấy bộ đen 105 ngàn. Còn đâu đất hả? Con đâu đất ở đây. Qua đây. Vậy là em còn đủ màu. Bộ đang mang vẫn còn đủ màu nha. Trời ơi trời, không tin bộ này bán 89 ngàn luôn á trời. Em nói thiệt. Má ơi, coi nè mấy bà ơi, cái chất vải nó ghiền luôn. Cái tay dài, tay ô nữa. Nguyên xét có 89 ngàn, quá rẻ luôn. Nè mấy bà chế, không tin luôn, quá rẻ. Bộ này em còn mấy bộ thôi nè. Em cắt cái hộp này em không biết ship vô sao nữa. Nha, ai màu nào chút màu giùm em luôn. 89 ngàn nha mọi người. Trời ơi quá xuất sắc. Rồi thôi, em lên cái đầm body nhũng cái nữa nha. Em lên cái đầm body nhăn cái nữa nha mấy bà. Rồi em lên hàng một cái. Rồi mai em lên hàng mới tiếp mấy bà ơi. Giờ hàng mới nó ngập tràn ở đây luôn rồi nè mọi người. Để ngày mai em lên tiếp cho. Giờ lên pyjama hả? Bây giờ mai để mai lên luôn đi. Để mai lên luôn đi, mệt quá. Bây giờ mai để mai lên luôn rồi. Sáng mai tôi like nữa mà. Sáng mai like nữa mà. Đúng rồi, chưa mai like tiếp.
mới về lại cho khách nè. Đẹp xỉu luôn. 905 nha bà nha, đồ hộp và bán lộn giá rồi. Body dài tay không chị không? Body tay dài gì chú có về, mấy người đồ gì về bây giờ á? Một bộ giùm em nha.
lập thể thể thao tay dài, lập thể tay dài chứ lộn pyjama nè. Ngày nào cuối live cũng lên lập thể chứ không lộn cũng lên thể pyjama hết trơn rồi mấy bà chị. Hết áo kiểu rồi hả chị? Trời ơi, làm tôi là đại lý áo kiểu, nay tôi lên 1001 mẫu áo kiểu. Kìa, lên cho cái hôm baby don đẹp quá trời đẹp kìa. Đợi chút xíu đây. Ngày mai đi bà ơi, hôm nay em không lên live hết mẫu được rồi. Nhiều kiểu quá không lên hết mẫu nổi. Để ngày mai cho em đi mọi người. Ngày mai em like xong là ngày, để em coi coi. Đây, pyjama mọi người nha, hơi bị dễ thương luôn. Lập thể, tay dài, có nút luôn, 105.000 bộ nè. Lắm rồi em mới về hạ tiết lập thể lại mọi người. Tại vì mấy bữa nay nè, khách hỏi cứ hỏi lập thể hoài luôn. Cái nào em kêu bên sự người ta làm cho em cái bộ này cho mấy bà trẻ luôn nè. Nó vừa về cổ sen mà nó vừa là hạ tiết lập thể là thần thánh của năm nay luôn. Ok, xuyên đặt, như ta nghĩa nè, đẹp chưa? 105.000, đẹp lắm. Vải rất đã luôn. Cái vải lập thể này nó cũng ra nó cũng mắc hơn mấy cái vải kia rồi. Màu đẹp luôn nha bà, màu xanh nè. Rồi, màu hồng nè. Cái này mấy chị chốt em màu vàng nè. Rồi, xanh đậm nè. Xanh đậm là cái cổ nó màu trắng nha chị em. Rồi, nhiêu đó màu giùm em thôi. 5 bộ nè. 65kg vừa không chị, đùi bự không vừa đâu em ơi, 65kg bộ này không vừa đâu. Rồi, ly hương 3 nè. Ly hương 3 bộ đó. Rồi, nghĩa 5 bộ nè. Mấy cái bộ này đẹp đó mấy bạn chị ơi, tha hồ mang thiệt sự luôn á, vải đẹp mê ly luôn. Rồi bây giờ em còn 2 màu nghĩa nè, rồi còn có 1 màu thôi. Màu đang cầm trên tay là hết nha mọi người, 105.000 mấy chị ơi, tiền nào của đó. Chốt cho bà Tiên La rồi, chứ bà lập thể ly đó, bà Tiên La chốt rồi. Rồi đó, sao nó nhứt cái nắp. 105 mấy chị ơi, 105, 1 bộ duy nhất, còn 2 màu thôi. Trời, 2 cái màu nó đẹp chấn động. Để tôi treo ra số lông đi, má ơi mệt quá. Cái này đẹp lắm nha mấy bà chế ơi. Xét nhúng giùm em, xét nhúng quần ống. Ôi lộn, áo ống quần nhúng má ơi. Đẹp lắm luôn nè mấy bà chế ơi. Để tụi con có màu gì đây. Hot quá, hot luôn. Thank you.
thôi, chấn động địa cầu đẹp quá. Ok em, lấy 5 bộ 5 màu phải không? Đẹp lắm nha, em cầm của chị nha bé. Mà lấy 5 bộ 5 màu lại mày bơm chị cái chị chết luôn á. Bị gì anh? Thầy mạnh ra em coi có bị gì. Lỗi hả? Đổi đây, đổi. Ok, lên quần với bà coi, má đẹp lắm, má ơi, này không có bị cấm chim luôn nha bà. Tại vì cái này phần này nó làm nhúng ở đây, nó làm nhúng hai bên nữa. Nói chung là lên cái form rất là đẹp luôn má ơi. Tôi cũng phải lát rụng màu tôi bận nè má ơi, đẹp quá. Đâu rồi? Tiếng màu gì vậy ta? Trắng cam có rồi luôn, hồng. Hồng trắng có rồi, hồng đen có rồi. Tiếng bộ đang bận không? Cam đen đúng rồi. Cam đen đúng rồi đó. Ok nha. Trời ơi đẹp quá bà ơi nè, coi cái form quần đấy bà. Má ơi quần màu cam đẹp xuất sắc luôn, quần này dáng như kiểu quần Thái luôn nha mọi người. Thôi bị xinh luôn, không xinh đẹp gì luôn á má. Lên bộ cho coi. Còn bộ ngố nào không chị còn? Phương Huệ ơi, mới lên cái bộ ngố này đẹp quá trời đẹp kìa. Để chị quăng cái bộ đó cho cân ba bộ đó nha. Rồi full màu xanh là không cần phải nói đó nha mọi người nha. Full xanh là bao xinh luôn rồi nè em chế. Đẹp lắm. Full xanh nè, trời ơi cái bộ này quá hot girl luôn. Tiên la lấy ba bộ nè. Đang bận là áo xanh quần cam nha mọi người nha. Áo bao nhiêu, áo mặc bao nhiêu? Đang bận là nguyên set luôn bà ơi, có 85.000 thôi. Đang mang là nguyên set giùm em nha. Đẹp quá. Đẹp xấu luôn á. Cái này đang mặc là nguyên set 85.000, trời ơi, nguyên set này có 85.000 mọi người. Hàng hot girl mà mua có 85.000, nguyên chất là bô rip hết toàn bộ nha. Bô rip hết toàn bộ luôn nè. Rồi ok, áo hồng, quần đen. Trời đẹp lắm luôn á, xanh cho Tố Linh 85 nè, chị nói thiệt, cái này đẹp lắm Tố Linh ơi. Trời ơi, tôi cũng phải lấy một cách tôi bỏ mấy bà ơi, tại vì nó quá đẹp mấy bà, tôi tin là đẹp vậy luôn á. Hết pin điện thoại nữa người ơi. Đang mặc, cái điện thoại pin. Giờ chú ghim luôn á, không biết nằm đâu luôn rồi đó. Đưa em đi, em đâu làm gì nó đâu, đưa em đi. Đợi xếp lên màu cho, nè. Áo trắng lên quần hồng nha bạn, áo trắng lên quần hồng nè. Đó, đẹp lắm luôn á trời, thiệt sự. Cái quần nó nhúng đẹp lắm mọi người nha, quần nó nhúng, cái này là cái quần mà cái chân vẫy đâu nên khỏi lo. Thêm set hồng quần đen cho bà Tiên La nè. Đẹp quá à. Áo đen quần đen không có chị ơi, trời ơi, mấy cái này set Thái mấy chị phải mặc màu nó vậy á mấy chị. Cái màu phải thối như vậy nó mới đẹp nè. Lấy set mang màu gì cho chị? Trời ơi mày quay bớt lựa, tôi bận đi, lấy hai bộ đi mấy bà ơi hả. Màu xanh cho Tố Linh. Rồi áo trắng quần hồng cho Ái Vy Nguyễn Thị. Set này rất là sang nha mọi người nha. Set này là đúng chuẩn hot girl cho bà luôn á nè. Rồi đơn này trừ 115.000 áo bị. Ok ok Tố Linh chị biết rồi. Rồi áo hồng quần rồi bộ này đẹp ghê trời. Màu gì nữa mấy bà? Áo trắng quần hồng. Bộ đang mặc áo đen quần cam. Màu xanh là nguyên bộ xanh luôn. Màu xanh là nguyên bộ xanh luôn nè. Rồi áo cam, áo trắng. Thì áo cam quần trắng. Áo cam quần trắng là đủ màu. Bộ này em đang mang có 95.000 à. Có lượng có 85.000 mọi người. Rất là dễ thương luôn. Má ơi cái quần đẹp quá. Dễ thương quá. Áo cam nè. Quần nè. Quần trắng sang ghê luôn á. Cho em coi màu xanh nè, đây em nè, màu xanh nè, quá đẹp luôn má ơi, xinh ghê luôn á trời. Áo ống mọi người nha, áo ống quần nhúng, quần nhúng nè, đẹp ghê luôn không. Ồ má ơi đẹp nè, cái chất này mấy bà 40-60kg nha, bao mặt giùm em luôn. Mấy cái hàng này lên form là quá đỉnh, đẹp quá à, form đẹp quá à. Rồi lấy màu nào nó chút màu giùm em luôn. Còn có 2-3 màu thôi. Cái bộ này bị lỗi nè, cái chữ lỗi giùm em ơi. Đó, ghi em chữ lỗi. Cho chị bộ quần đen đi. Ok, chị Trương Thanh Mai. Quần đen là áo hồng nha chị. Quần đen là áo hồng nha. Quần đen là cái áo nó màu hồng nè. Rồi đó, mọi người thích lấy màu nào mọi người lấy giùm em. Rồi, cho em bộ áo trắng quần hồng nha.
em mang. Không có áo trắng đâu, quần hồng á má ơi, áo cam. Áo cam quần trắng thôi. Còn áo trắng hả? Áo trắng quần hồng là cái này hả? Ok, quần hot girl quá. Ly Hương lấy hai bộ đi má ơi, lấy bộ ta đang bận, lấy lại bộ kia đi. Một bộ bán một bộ bận đi mấy ma, mấy bà lấy gì kỳ cục kẹo đi trời. Cứ xin về mặt hoài. Mua lẻ đi. Mua lẻ nha. Bộ này để ngày mai nè, ngày mai bà vô coi view như câu, câu lộn. Ngày mai mấy chị em mình vô săn bộ này cho em nha. Ngày mai nhớ vô săn bộ này, má ơi đúng đẹp luôn nè. Đẹp chưa? Wow, tối nay có lộn ngày mai nha. Hẹn mấy chị em mình trưa mai. Đó, tôi sẽ lên bộ này giá 50,000 thôi. Xin chưa? Trưa nay nha, trưa mai nha. Trời ơi, tối lên đây đổi nữa nè, tao chán đời cô lộn quá. Áo cam quần trắng lấy hai bộ đi mẹ ơi. Áo cam quần trắng có lộn không? Áo cam quần trắng nè, Tú Linh nè. Dạ không chị ơi, mai chị, cái này là ngày mai đi. Rồi bye mấy chị. Em tính lên hàng teo hàng tô đủ mà. Thôi em thấy lắc quá trời quá đất rồi. Bye bye mọi người nha. Hẹn mấy chị trưa mai mấy chị ơi. Trưa mai giùm em nha mọi người. 12 giờ trưa mai. Bye bye mấy chị. Mười hai giờ trưa mai em, 12 giờ trưa mai chị lên nha. Bye bye mọi người.